nhưng mình nó lại cứ, xin lỗi nói không, là nó cứ nửa voi nửa nửa, nửa chuột, thành ra mình không biết mình xếp ở chỗ nào. Đấy là một trong những bế tắc tâm lý nhất của những người thế giới thứ ba, tức là mình không xếp mình đứng vào đâu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em nghe luôn anh ơi. Rồi, chào bạn. Câu hỏi của bạn muốn gửi đến chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi là gì vậy? Tại vì em có một cái chứng mà rối loạn về tâm sinh lý đó. Em muốn muốn hỏi về vấn đề là tâm sinh lý đó. Rồi, bạn nói đi. Tức là gì nè, tức là năm khoảng 21 tuổi đó thì em nhận thấy mình cũng như mình hơi ẻo lả giống con gái vậy đó. Rồi cái em mới mà lúc trước thì nó cũng vẫn có. Bây giờ thì em 40 tuổi rồi, đó là để em kể lại cái quá khứ, tức là năm 21 tuổi, tức là cái tuổi lúc đó tuổi em dậy thì đó. Rồi. Chắc lẽ là em hơi dậy thì muộn hơn cả hay sao đó. Cái đó cái tuổi với cái cơ thể sinh lý nó phát triển đó, rồi em thấy em hay ẻo lả như người ta vậy đó. Rồi em nói em tự nhận mình là chắc mình bê đê hay sao mình ẻo lả, nhưng mà trước kia thì em cũng vẫn vậy đó, nhưng mà em không có nhận ra. Rồi. Đến năm đó thì em mới đi chơi rồi mới nhận ra, rồi từ đó tới sau là em rất là em trở thành một con người khác đó thầy. Anh cũng giống như là, mà sau này người ta gọi là tâm thần phân liệt, cái từ một con người bình thường học sinh hiền ngoan gì đó trở thành một con người khác vậy đó, thô thiển không có được ngọt ngào gì đó, rồi là em trở thành một con người khác luôn. Từ đó là em trở thành khác, mà em cũng thù. Lúc mà em nhận biết được em là giới tính thứ ba đó, mà em tự em nhận thôi nghe. Rồi em mới thù ghét bản thân em, mà cũng từ đó tới sau là em vô tình em đã tạo một cái gông, hay là một cái lời nguyền cho em, là mỗi lần em gặp gái là em cứ sợ ác cảm với cô gái, gặp gái là không có thích. Rồi vô công ty mà gặp miếng nhỏ gái là em không bao giờ em thích hết trơn á. Rồi mà thường thi á là mình người ta không có làm gì mình, mà mình tự nhiên mình cảm thấy mình không thích, mình ác cảm người ta, mà cho nên là thường khi là em vô bị cái vô công ty là đọc điểm thì cái nhỏ gái nó đi không, mà nó bị nó la không, mà thành ra là em lúc này em cũng dưới cơ thua nó chứ, mà không biết sao mà từ đó sao là em ác cảm với phụ nữ, em không thích phụ nữ, không thích phụ nữ nữa đó em không biết. Rồi từ đó rồi em gặp gái cho nên tới giờ em muốn chưa có vợ được, em đâu có thích gái đâu, mỗi lần gặp gái là em không thích. Rồi, cảm giác vậy chứ. Tóm lại là từ năm 21 tuổi dạ. Thì bạn đã xác định cho mình là giới tính thứ ba, tức là cái người chỉ thích đồng giới đúng không? Thì lúc đó thì em cũng, tại lúc đó em cũng còn đi học nữa, anh em cũng không xác định rõ nữa, nhưng mà đồng giới thì em chỉ là láng máng thôi, chứ không rồi. Không có thích gì chứ. Thì tóm lại bây giờ là thích con trai, thích con gái. Hiện tại bây giờ thì trai thì nhìn kỹ lắm, nhưng mà gái thì lúc trước em ác cảm mà em sợ luôn á, bây giờ luôn á em như tí sợ luôn á. Thế bây giờ là bạn mong muốn điều gì? Muốn lấy vợ à? Muốn giảm ác cảm với phụ nữ đi à, để lấy vợ? Đúng rồi, em tại vì từ cái buổi lần đó là em cảm thấy mình đôi tình mình tạo một cái lời nguyền cho mình, nó bây giờ mà nó không có thoát ra được. Em vẫn hiểu tại sao mà con gái có gì mà mình không thích. Sao kỳ vậy, sao mình mà từ lúc đó mà em cứ ảnh hưởng hoài, em không có bệnh. Rồi thì bây giờ trong đó, phòng thu của chúng tôi có hai chuyên gia, một nam một nữ, thì bạn muốn là ai là người tư vấn cho mình? Người nào cũng được, người nào nhớ, nam đi, nam nhớ đi, là chị con gái thì bạn có không thích không? Con gái thì không thích rồi đúng không? Anh Đinh Đoàn thích rồi đó. Thì tóm lại là về vấn đề này thì các chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn, nhưng mà đầu tiên thì xin mời chuyên gia tâm học Đinh Đoàn. Xin mời anh Đinh Đoàn. Rồi, chào em. Dạ em chào anh. Rồi, bạn nãy nói là 40 rồi hả? Đúng rồi ạ. Xong rồi đang đi làm công ty hả? Làm công ty. Cuộc sống của em hiện nay thế nào? Ở với má hay ở một mình, hay ở nhà trọ, hay ở nhà thuê, hay ở với bạn trai, hay ở với bạn gái? Em ở công ty anh ơi. Thế hả? Tức là ban ngày mình làm, xong buổi tối mình ở ngủ ở đó luôn, ăn thì ăn ngủ cơm đó, ngoài tiệm. Dạ. Quê ở đâu? Quê ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh luôn anh. Rồi, không về với ba má à? Dạ, dạ. Em ít có về lắm, cũng như nửa năm em mới về một lần lận. Dạ. Thế có bị la rầy gì là cái thằng này mày là cái loại gì mà vợ không lấy rồi chồng không lấy rồi? Có anh, có. Nhưng mà em không, nãy em có kể là em không thích gái, nhưng mà
trai ấy, nhưng em có nói với ba mẹ em không rằng là con không. Thật sự con là thế này không? Em không có dám nói, em chỉ sợ em biết, em không dám nói tại vì em sợ người ta kỳ thị đó anh. Thế rồi em có chia sẻ với bạn bè, em có bạn thân không, những cái bạn nào đó mà người họ đều biết em là thế này không? Em chỉ nói với những người cùng giới, thì như có quen á thì nói với người cùng giới thôi, chứ cái người mà chạy thẳng là em không bao giờ nói. Em biết ai là thẳng ai là cùng giới? Chạy thẳng tức giận, nhưng mà ở gì sẽ sớm á là cho mình làm mình biết chứ, nhìn mình biết rồi, chứ tức là không thì mình đã có nói chuyện này kia nọ, có nắm tay nắm chân thì mình mới biết là không. Còn chạy thẳng á thì, nhưng mà có cái tính tình em ngộ lắm, không biết là cái vẻ đẹp nằm trong ánh mắt hay sao đó. Em thấy em yêu người đàn ông mà em yêu đơn phương, mà chạy thẳng em yêu mấy thằng luôn á, mà yêu cái điều cũng ta nát hết chưa. Thứ nhất là em không bị bệnh tâm thần, cũng chả phải tâm thần phân liệt, mà em thì đã xác định được rồi, em là người của giới tính thứ ba. Tất cả những cái khó chịu, cái bực bội của em nó bị áp lực từ về mặt tâm lý. Thứ nhất là mình không nói ra được, mình không thú nhận được với ai cái sự thật đó, mà mình trốn tránh gia đình, mặc dù cùng ở Sài Gòn nhưng mình không về thăm ba má một năm mới về một lần, bởi vì chỉ sợ là tiếp xúc nhiều thì rồi lại phải kể, lại phải giải bày, lại phải trình bày, lại phải giải thích là làm sao mình không lấy vợ, đúng không? Và cái điều đó thì nó rất nặng nề với em. Thứ hai nữa là vì mình như thế cho nên mình cũng không có chơi nhiều với bạn, cho nên cái mối quan hệ xã hội của mình nó rất là ít. Mình chỉ quanh quẩn chơi, tìm mãi mới được một cái cậu bạn nó lại cùng giới với mình ấy. Đây đâu có nhiều, dai thẳng mới nhiều, chứ còn thì dai cong cong thì lâu lắm mới có một hai đứa, mà có phải đứa nào nó cũng thích mình chơi đâu. Cho nên là cái mối quan hệ của em nó hẹp lắm, xong lại làm ở công ty, xong ở luôn ở trong đó, lại chỉ chơi với mấy bạn cùng giới, thì em đã tự nhốt mình, em cách ly mình ra khỏi xã hội, khiến cho mình cảm thấy bức bối. Quan trọng nhất bây giờ em là thay đổi lối sống, thay đổi đầu tiên là thay đổi cái cách chấp nhận về mình. Trên đời này thì không thích nữ thì thích nam, không thích nam có cái loại mà còn chẳng thích nam thích nữ nữa, có làm sao đâu. Mình đâu có phải là tội lỗi gì, bệnh tật gì, trời sinh ra vậy mà từ trước dần vốn vậy. Mình cũng không muốn... Nhưng là như là cái dạng như người ta, em thấy mấy bạn em nó có vẫn bình thường, không thích là nó vẫn bình thường. Còn như em có cái sự ác cảm á, tức là cái nhìn cái con gái mà cái nó cứ phản chiếu mình hay sao, em cảm thấy em ác cảm, chứ không phải là cái bình thường như mấy bạn em nó đâu thích đâu, mà vô công ty vẫn nói chuyện bình thường, chứ đâu có gì đâu. Thì em là có sự ác cảm là do là nhìn nữ là nó phản chiếu lại bản thân em hay sao á. Em ác cảm luôn. Mình nhìn vào nó mà mình lại không được như nó, tức là giá mà mình ra giống hoàn toàn á thì sẽ nhập được với nhau, nhưng mình nó lại cứ, xin lỗi nói con, là nó cứ nửa voi nửa chuột, thành ra mình không biết mình xếp ở chỗ nào. Đấy là một trong những bế tắc tâm lý nhất của những người thế giới thứ ba, tức là mình không xếp mình đứng vào đâu. Người ta tuyết còi, người ta bảo là một hàng xếp hàng nam hàng nữ, mình cứ đứng loằng ngoằng ở giữa, cứ chạy về bên này nhưng mà không phải, lại chạy về bên kia không phải. Và đấy là cái lối bế tắc. Và khá nhiều những bạn mà ở thế giới thứ ba đã không chịu đựng được những cái áp lực tâm lý này, đã tìm đến ma túy, đã tìm tới rượu bia nhậu nhẹt, hoặc là làm cách này cách khác tàn phá cuộc đời. Nhưng mà em là người rất là cũng hơi chắc cũng đọc rất nhiều, cũng biết khám phá bản thân, nhận diện ra bây giờ thì hơi muộn, nhưng mà cũng chưa phải là muộn lắm. Việc đầu tiên thôi, xác định mình không thích con gái thì thôi, ai ép. Mà ác hay không hay không quan trọng, nhưng mà bây giờ mình thú nhận được là tao không thích chúng mày đâu, tao chỉ thích đàn ông. Bây giờ cùng tranh nhau với chúng nó dài đẹp ấy, thì lúc đấy là nó mới thỏa mãn được với nhau. Nó gọi mình là chị, nó gọi mình là con kia, nó gọi là nỡ mà, nó gọi là vân vân ấy, thì nghĩa là mình đã nhập được về phía họ ấy. Em trở về gia đình đi. Mình cũng nhớ là mình 40 tuổi rồi. Đáng lẽ nếu em là một người, không dám nói là người bình thường, vì thật ra em đang là bình thường, nếu em là người đàn ông thì em cũng đã có thể có vợ con, cũng phải học lớp mấy rồi. Về nói với ba mẹ đi, ba mẹ chắc cũng không muốn nói thẳng chứ cũng biết cả rồi. Sài Gòn làm cuộc sống rất là mở, xã hội mọi người đều biết lắm, và cái đối tượng như em nó có phải là cái gì đấy kinh khủng đâu, em cứ sợ bị kỳ thị. Đấy là những năm 80 của thế kỷ 20, còn bây giờ nhớ là năm 20 của thế kỷ 21,
thay đổi nhiều lắm rồi. Em thấy các ca sĩ rồi, biết bao nhiêu người người ta thú nhận giới tính rồi. Nếu có điều kiện kinh tế thì mình đi mình điều chỉnh lại giới, còn nếu không thì hãy chấp nhận nó và mình có cuộc sống bình thường, mình thích ai thì mình thích. Trông thấy bạn trai mà mình thấy trông đẹp trai nhỉ thì ra xin phép cầm tay vứt má, kệ nó, mất cái gì mà mình cứ phải kìm với nén, nó bung ra đi. Thì nó giải tỏa được cái tâm lý của em, quay trở lại về với gia đình, nói với bố mẹ là con như thế, con lỗi với má là con không lấy được vợ. Có thể má buồn, ba buồn nhưng con cũng buồn vì đây con không phải muốn như vậy, trời sinh ra con như vậy. Thế nhưng mà con dù có là thích con trai hay thích con gái thì con vẫn là con của ba má. Từ nay đi con về con dọn con ở một phòng ở trong này để con được gần gũi với ba má. Đi làm trong tối về ăn cơm với ba với má, thỉnh thoảng đi Vũng Tàu chơi tắm mát, không rủ được con gái thì mấy đứa bạn trai hoặc là ai mà quý được mình mà thông cảm mình thì mình kết bạn nhá. Sợ nhất là cứ để nó gión cục gión hòn tâm lý ở trong người rồi đến lúc không điên thì thành điên thật nhá. Rồi thế còn lúc đấy là bạn có trình bày là không biết là mình có phải là mắc bệnh tâm thần phân liệt hay không, thì bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự tiếp với bạn nhá. Xin mời chị. Chị chào em. Nghe có thấy ghét không? Chị nè, tức là em nói thôi không liền cái, tại vì em cũng mới biết đây thôi, tại vì lúc mà trước năm 21 tuổi em rất là hiền ngoan. Rồi chị nghe rồi. Có. Nhưng mà tự nhiên mà em phát hiện ra em với tính em gì đó, em thù ghét bản thân. Em muốn em biến rồi thành một người khác luôn. Câu chuyện của em khi mà em tâm sự là chị ngồi bên cạnh chị nghe hết rồi. Thế nhưng mà bây giờ chị muốn hỏi lại. Em nghe chị, em có ghét không? Vì chị là con gái. Và nếu mà ghét thì chắc chị nó cũng chả ăn nhầm gì cả. Không, em không ghét. Không ghét, ghét mấy, okay. Mấy gái còn mấy cái chị mà lớn là ghét lắm. Ít ghét nhưng mà lại cái bọn mà đáng nhẽ mình phải tán nó thì mình lại, tự nhiên mình lại ghét, đúng không? Bởi vì tâm lý em ngược nhau. Đúng rồi, tâm lý thì anh Đinh Đoàn đã tâm sự với bạn rồi, rằng là mình phải thay đổi và mình chấp nhận mình rồi. Chấp nhận rồi nhưng mà hành động cũng phải thay đổi, đúng không? Là mở rộng mối quan hệ đi, về với mẹ đi. Và bây giờ chị lại rất muốn nói với em là phụ nữ họ tuyệt vời lắm. Họ là một nửa của thế giới và họ xinh, họ đẹp lắm, đừng ghét họ. Tội nghiệp mà chị ngồi chị cũng thấy thương cho cái đám phụ nữ và, đúng không? Và mình cũng thay đổi đi rằng ghét lắm nhưng mà đừng để người ta phật ý, người ta có tội gì với mình đâu mà mình cứ ăn nói thô lỗ cục cằn với người ta. Mình kiềm chế lại và mình nói những cái lời mà dễ nghe với người ta đi, biết đâu tình thế nó lại thay đổi. Mình lại, nếu mình lại rơi vào cái nó gọi là lưỡng giới ấy, và mình lại vẫn cứ có con thì nó là tuyệt vời, đúng không ạ? Và tiếp theo lời anh Đàn là phải thay đổi, phải chấp nhận. Và nếu mong muốn có cuộc sống tốt hơn thì nó phụ thuộc vào hành động của mình, chứ đừng lên án mình nhá. Thực ra thì mình cũng bị rủi ro mà. Thế cho nên mình phải thương mình. Thế nhưng mà mình biết thương mình sẽ biết thương những người khác. Và đặc biệt là đừng ghét con gái. Con gái nó yêu lắm ấy nhá. Và nếu mà không thay đổi được, không yêu nó, bởi vì mình thế này rồi, mình là thế giới thứ ba rồi, thì cứ đừng. Bên này em có nói là tự nhiên gặp họ em dùng những lời lẽ thô lỗ cục cằn ấy, thì làm ơn trong cái giao tiếp cơ bản cố gắng đừng thô lỗ với ai, bởi họ có lỗi với mình đâu. Và biết đâu đấy, bắt đầu từ cái thay đổi khi mà mình quan hệ với các bạn gái trẻ trẻ, đúng không? Em bảo già thì em không thích mà, em không ghét mà. Thì thế sự nó lại cho em một cái cơ hội hay một cái duyên nào khác. Mình thử xem nhá. Cái vấn đề là mình cởi mở với cuộc sống, là mình là mình. Và mình làm mọi việc cho bản thân mình, cuộc sống của mình tốt hơn và những người xung quanh cũng dễ chịu hơn, thì ông trời ông nhìn thấy đấy, ông sẽ gửi cho em những cái cơ hội nó tuyệt vời lắm nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của chuyên gia tâm lý Minh Toàn cũng như là bác sĩ Vũ Minh Phượng rồi chứ. Xin chào bạn nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lào Cai. Alo, xin chào thính giả gọi đến từ Lào Cai. Alo em đây ạ, xin chào anh ạ. Chào bạn. Vâng. Câu hỏi của bạn là gì? Em muốn chương trình chuyên gia tư vấn tâm lý ạ.
Bạn nói đi. Vâng, em bởi vì cuộc sống của em quá khó khăn và quá phức tạp thì em bây giờ em cũng không biết là làm thế nào được. Năm nay em đã 40 tuổi rồi thì em đã lấy chồng từ năm 13 tuổi xong đến lấy được 17 năm. Thế là cuộc sống của em quá vất vả, lấy phải một thằng chồng quá tệ bạc, quá vũ phu. Rồi. Xong được 17 năm thì em ly hôn. Xong rồi. Bây giờ được 6-7 năm rồi. Thì cũng có nhiều người ngỏ ý bảo là em đi bước nữa, nhưng mà em thấy cuộc sống của em quá khó khăn thì em không muốn đi nữa, nhưng mà gia đình nhà em bên ngoại nhà em ấy cứ bảo là nên đi bước nữa, còn sống một mình này khổ quá, cứ dục như thế mà em cũng không muốn đi bước nữa. Bây giờ em cũng phân vân, cũng không biết làm thế nào, mà em muốn nhờ chuyên gia tâm lý giúp em xem làm thế nào, nên làm mình nên làm thế nào ạ. Bạn là người Mông à? Vâng, em là người Dao ạ. À, người Dao. Vâng, nghe giọng tôi lại từ người Mông. Lấy chồng từ thuở 13, tức vâng là ạ, lúc ấy tảo hôn, đúng không? Vâng, đúng và rồi. Và bao nhiêu năm sau thì đăng ký kết hôn ngoài xã? Vâng, có, vâng, về sau mấy về sau thì đủ tuổi hôn, thì vâng ra đăng ký kết hôn đúng không? 17 vâng năm chung sống với người chồng, tức là anh ta hơn bạn mấy tuổi? Cùng một tuổi ạ. Tức là hai đứa trẻ 13 tuổi lấy nhau. Vâng. Xong ạ, là lấy nhau về cứ đánh nhau liên tục trong 17 năm rồi, đúng không? Không ạ, không. Lúc đầu lấy nhau thì mình thì phụ thì mình nữ đánh thì nó, em cũng... nhưng mà lớn lên thì nó lại đánh mình đúng không? Lúc đấy lấy nhau thì cũng là ở chung bố mẹ được bố mẹ chồng được 11 năm, thì lúc đấy thì có bố mẹ chồng thì anh ta cũng không sống với mình, không có một tí năm tình cảm nào, nhưng lúc mà lúc ấy là mới có hơn 24 tuổi đúng không? Vâng. Thì đi ra ở riêng, lúc... thì ở riêng được thêm 6 năm nữa thì thôi bỏ nhau. Vâng. Thế là hai vợ chồng là có mấy đứa con? Và em có 3 đứa ạ. Thế à, thế là đứa lớn nhất bao nhiêu tuổi rồi? Đứa lớn nhất là 24 tuổi rồi. Mẹ 40. Đứa út là 19 tuổi rồi ạ. Mẹ 40 mà con lớn tận 24 tuổi. Vâng. Thế là bây giờ thì là đang bạn thì đang ở đâu? Thì em về sống bên nhà ngoại cũng ở gần nhà chồng thôi. À thế à, thế là mỗi người nuôi mấy đứa trẻ? Thì lúc đấy em ly hôn thì đi lấy chồng được 17 năm, thì lúc đấy em phải cảm thấy không sống được thì em tự xách áo ra đi. Thì lúc đấy bọn em thì hai bàn tay trắng, thì em bảo với các con bảo là thôi bây giờ mẹ hai bàn tay trắng, mẹ không thể nuôi được các con, thì các con cứ ở nhà, xong em đưa đứa nhỏ đi theo, còn hai đứa lớn thì vẫn ở nhà rồi. Vẫn ở nhà mình. Thế là bây giờ đang nuôi đứa út đúng không? Đứa út đang ở với vâng mẹ, và đứa út cũng vâng 19 tuổi rồi đúng không? Vâng. Thế sao vâng bây giờ 40 tuổi rồi đột ngột nghĩ là có nên đi bước nữa hay không? Thế sao từ cách đây chục năm sao không nghĩ thế đi? Có, vẫn có ý, nhưng mà mình cảm thấy cái đời chồng trước, mình cảm thấy cái mình lấy chồng 17 năm, cảm thấy sống trong địa ngục, cảm thấy bây giờ rồi nghĩ đến lấy chồng thì sợ thế quá. Tóm lại là bây giờ có anh nào chưa? Cũng có nhiều anh cứ bảo là người ta không có chồng có vợ ấy. À không có vợ ấy thì cứ bảo là bố mẹ cứ bảo lấy ông này. Xong cứ tìm hiểu một thời gian mình cảm thấy không muốn lấy, sợ quá không dám lấy, thì lại người ta lại đi lấy vợ. Cứ thế thôi. Thế à? Không có anh nào ạ. Tóm lại cũng là chưa quyết là sẽ lấy anh nào, nhưng mà cứ cảm thấy là mai mốt nhỡ là mai mốt mình già thì không ai nương tựa chăm sóc bên cạnh cả đúng không? Vâng ạ. Anh Đinh Đoàn lại sẽ tâm sự với bạn rồi nhá. Vâng. Rồi, xin chào, chào em. Vâng. Hay vâng, nhỉ? Chào anh ạ. 40 vâng tuổi, con trai 24 tuổi. Con trai lấy vâng vợ chưa, chả nhẽ nó còn thua bố mẹ nó à? Con lấy rồi. Ồ, tức là mình là bà nội rồi. Vâng. Thế có hay sang chơi với cháu nội không? Có, bây giờ thì con lấy vợ thì cũng ở trên Lào Cai, thế là hai vợ chồng làm ăn trên Lào Cai thỉnh thoảng mới về thôi. Về thì cũng thế hai là đứa hai vợ chồng về ở cũng trên về thành phố cả Lào nhà Cai. Mẹ về cả nhà bố. À đấy. À, con trai mình thì lấy vợ và lập nghiệp ở thành phố Lào Cai đúng không? Vâng ạ. Thế còn mỗi lần về quê thì nó về nhà bố nó, xong lại chạy sang nhà mình là mình ở bên ngoại, cũng cùng gần làng nhau thôi đúng không? Vâng, cùng gần làng thôi. Thế cái đứa út nhất mà mình dắt đi khi mà mình bỏ nhà ra đi á, thì bây giờ nó bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ 19 tuổi rồi ạ. Có người yêu, có chồng, có vợ chưa? Chưa ạ, đứa đấy chưa. Con gái đúng không? Con trai hết ạ, ba thằng con trai, một thằng đi lính.
Rồi đi lính xong hết nghĩa vụ về nó cũng sẽ lấy vợ thôi. Cái thằng 19 nó có học hành gì không em ơi? Cái thằng học hết lớp 9 bảo thôi mẹ ơi, con mẹ con mình vất vả quá, con đi làm rồi. Con không đi học nữa, thế là đi làm suốt không, cũng không đi học nữa. Rồi thế thì cũng tạm tạm. Này thế bây giờ con thì lớn hết, để một đứa đi bộ đội, một đứa thì lập nghiệp ở xa, một đứa thì cũng đi út mà cũng đi làm. Bố nó có hay mò mẫm sang nhà mình chơi không? Không ạ, bố nó bây giờ lại lấy một bà già cũng độc ác lắm. Bây giờ lại suốt ngày chửi với các con mình. Xong là thỉnh thoảng ngày Tết đến các con đến, còn bà cũng không cho ăn. Lấy bà già độc ác tức là bà nhiều tuổi hơn mình hay là? Nhiều tuổi hơn ạ, bà nhiều hơn chồng mình 5 tuổi. À không, thế thì khiếp làm gì mà bà già độc ác. Rồi, vâng. Thế xong rồi anh lại có con riêng nữa chưa? Lại có một đứa con riêng rồi, thế là bây giờ em nghĩ mình đi bước nữa thì các con bây giờ bố nó đã đi lấy vợ, xong là bây giờ không rửa được, thỉnh thoảng về có bao nhiêu tiền bà lại thu hết rồi, còn không cho ăn nữa. Bây giờ mình lại đi bước nữa, lấy chồng nữa thì sợ các con buồn, cứ lo cho các trời con, ơi, cứ thương này, các con. Mẹ phải nhớ là ba con của mẹ này, một đứa nó có vợ có con ở thành phố, một đứa đi bộ đội, một đứa thì nó đi làm ăn suốt ngày. Có phải nó bé nhỏ 5-3 tuổi đâu mà mẹ xù lông ra mẹ che chở cho con, là mỗi khi mà có ai đó gọi là đối xử không tốt với con mình. Tất nhiên tâm lý người mẹ nào cũng thế, con dù bao nhiêu tuổi vẫn là con của mẹ mình thương. Nhưng hãy nhớ rằng các con nó sẽ lớn lên và nó sẽ có đời sống riêng của nó. Lúc ấy có khi cái sự can thiệp của mẹ còn làm nó bực mình cơ. Đó. Thế thì cái mà mình giúp được các con ấy chính là mình ổn định cuộc sống của mình, để cho vợ chồng con cái nhà chúng nó có làm ăn ở đâu cho nữa nó yên tâm là mẹ khỏe này. Bây giờ mẹ lại có thêm cái chú ấy này, chú yêu thương mẹ này, chú chăm sóc mẹ, thì chúng nó lại càng toàn tâm toàn ý để nó làm, nó kiếm tiền, nó nuôi con nó, rồi thỉnh thoảng nó có về nó đỡ đần mẹ được đồng nào hay đồng đó, đúng không? Chứ mà bây giờ mình cứ hết lòng mình hy sinh cho con, chính ra thì rồi cũng là một gánh lên vai các cháu, một trách nhiệm sau này, rồi ba đứa lại phân công nhau đấy. Mẹ bây giờ mẹ chỉ vì chúng ta mà mẹ hy sinh cả cuộc đời, mẹ vất vả, bây giờ chúng ta phải có trách nhiệm. Cứ 10 ngày này thì ở trên Lào Cai với thằng lớn, sau đấy thì 10 ngày sau thì chuyển về, mấy bữa nữa về Yên Bái với lại thằng nhỡ nhỡ, xong rồi xuống Vĩnh Yên với lại Vĩnh Phúc với lại thằng bé bé, thì rồi mình thành một quả bóng di chuyền. Đặc biệt là bây giờ thế này, 40 tuổi trẻ lắm ấy mà lại còn cô gái mà còn người giao nữa, thường là xinh mà trẻ mà trắng, đúng không? Và nói chung là em là cũng người ở vùng sâu vùng xa, nhưng mà không có học hành gì, nhưng mà em cũng thôi, mình không có học hành thì bây giờ mình học dần theo xã hội thì đấy, mình nói cũng chuyện không phải là thua kém ai, mà mình bây giờ một số một mình thì cũng có bao nhiêu anh mà theo đuổi, mà mình không dám chấp nhận anh nào cả. Mình thì có làm ăn gì không, làm nương làm rẫy hay là kinh doanh buôn bán thêm nhỏ, hay là có làm tham gia công tác hội phụ nữ ở bản hay xã? Không có cái gì ạ. Em chỉ làm nông, xong là thời gian nào em cuộc sống vất vả quá thì là em làm đủ điều. Thời gian đầu năm thì chồng chọn cái hái, xong lại đi làm thuê làm mượn, rồi thì cứ quay ra quay vào cũng thế được. Thôi thế cũng thế thôi, cũng không sao cả, cố gắng giữ gìn. Nhưng mà hãy nhớ rằng là thời gian thì nó cứ không mãi được như thế này. Các con thì ngày một lớn, mà mình thì 40 tuổi nó sẽ khác với 50 tuổi nhá. 5-7 năm nữa thôi, mình là 47, 48, 49, 50, đến cái tuổi nó chững lại rồi bắt đầu sức khỏe nó xuống dốc, mình sẽ còn nhiều thứ lắm, không chỉ vất vả về chuyện là kinh tế mà còn sức khỏe nó cũng sẽ đi xuống. Đặc biệt là rồi sợ nhất ở trên đời này không phải sợ đói sợ khổ mà sợ cô đơn. Đấy, đôi khi nhiều lúc đôi khi cũng thấy cô đơn lắm, nhưng mà nghĩ đến các con, lại bây giờ nhìn thấy bố nó lại đi lấy vợ, xong là các con không có chỗ nào để dựa nữa. Mình cứ nghĩ mẹ lại đi lấy chồng nữa, sợ các con lại buồn, cứ nghĩ thế không dám lấy. Câu này đúng. Vâng. Câu này đúng, nếu như khi các con nó 10, 12 tuổi, 11, 12 tuổi, bây giờ những các cháu mà nó đã trưởng thành rồi, mẹ vẫn cứ rằng là sợ mình đi lấy chồng, các cháu nó bơ vơ thì nghĩ nó hơi quá nhá. Mình phải lo cho mình, không có con nào thương mình bằng chính bản thân mình. Và nếu như mình tìm được một người đàn ông mà thương thực sự thì chính ra người ta sẽ là cái chỗ nương tựa cho mình sau này, chứ cũng không phải là các con nuôi cha không bằng bà nuôi ông. Tuy nhiên thì không có nghĩa rằng anh nào đến gạ đến tán mình cũng gật đầu,
nhìn phải cho tử tế. Ngày xưa mình đã lấy sớm từ 13, mình đã lỡ một rồi, lần này là lần thứ hai thôi, chắc không có lần thứ ba. Lần này là nếu mà tìm được phải chốt đàng hoàng, không cần thiết là trẻ với đẹp trai gì. Thứ nhất là chân thành, thứ hai là không phải một ông nào đang có vợ, đúng không? Ông đang có vợ là thôi luôn, ông ấy có thể mất vợ, có thể ly hôn vân vân, nhưng mà phải là hiện tại là tự do độc thân. Thế rồi là người ta cũng có thể có con cái trưởng thành rồi, hai người sức khỏe tương xứng, khỏe mạnh, cùng bảo ban nhau làm ăn trong này, sống rồi mà cho khỏe mạnh, mà kiểu sống thọ như ở trên miền núi cao ấy. Mình còn sống đến 90, 100, bây giờ 40, còn 3, 4, 50 năm nữa cơ mà, làm sao cứ ở không được. Lúc này còn đang, nó còn xuân sắc, còn có người theo đuổi. Mình mà cứ lỡ lỡ đi, mai kia 60 ai thể theo nữa nhá. Bớt thương con đi, thương lấy thân mình, lo cho tương lai mình một chút. Và hãy nhớ rằng là tuổi già sẽ đến, và nỗi cô đơn là cái nỗi mà sợ hãi nhất của con người nhá. Mình tôn trọng lựa lấy cái hạnh phúc của mình. Chúc bạn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống nhá. Vâng, xin ạ, xin cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn anh Đinh Đoàn. Bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Alo, Nam Định đâu ạ? Alo, em nghe đây ạ. Rồi, có phải là bạn ở tỉnh Nam Định không? Vâng ạ, đúng ạ. Rồi, câu hỏi của bạn là gì vậy? À, câu hỏi của em là chồng em bỏ ba mẹ con em từ hồi tháng 3 năm ngoái cho đến bây giờ sắp tròn một năm rồi, mà chẳng thấy anh ấy về, mà cũng chẳng thấy anh ấy nói gì đến ba đứa con cả. Con gái em thì nằm viện, em bây giờ em cũng bị khuyết tật, em đang nằm ở nhà. Còn con trai em thì đi làm nuôi hai mẹ con em. Em nghĩ em khổ quá, em muốn hỏi các anh rằng, một là ly thân, hai là cắt đứt, ba là như thế nào, thì xin các anh giải đáp cho chúng em được biết. Rồi. Em được biết. Anh ta bật vô âm tín một năm nay, từ tháng 3 năm ngoái đến tháng 3 năm nay là tròn một năm rồi. Thế bây giờ không ly thân, mà cắt đứt đi chăng nữa thì đằng nào thì cũng một năm nay có liên lạc được không? Không ạ, không có gì cả. Thế vô hình chung là cắt đứt, mất liên lạc thì còn gì nữa? Vâng, mất liên lạc là không có điện thoại nữa, anh cũng không về. Rồi, năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em đang nằm ở viện nhà. Rồi, năm nay bạn bao nhiêu tuổi? Em 58 anh ạ. À, chị 58 tuổi rồi. Thế là ông ấy là 6 mấy? Ông ấy 64 anh ạ. Thế mà ông ấy bỏ đi đâu, thế họ hàng nhà ông có biết không? Ông ấy bỏ đi từ tháng 3 năm ngoái đến giờ. Rồi, thì anh chị em họ hàng nhà anh ý thì có ai biết anh ý ở đâu không? Không ạ. Thế chị thì đang ở quê anh ý hay là quê của chị? Quê của em. Thế chị có biết gia đình anh ý ở đâu không? Tức là anh chị em họ hàng làng mạc. Gia đình anh ý ở gần nhà em. Thế có hai bên có qua lại thăm hỏi nhau không? Có qua lại thăm hỏi, nhưng mà bố mẹ chồng cũng không còn, chỉ có anh em trong nhà chồng thôi. À. Các anh các chú ý bạc là để nhận ra đây, chú ý có về không, anh ý có về không. Bây giờ gần một năm bây giờ em ốm mệt quá, em nói không ra tiếng nữa anh ạ. Rồi, và tóm lại là cái anh ý cũng không biết là đang sống hay là đã mất ở đâu rồi, đúng không? Bởi vì mất liên lạc cả năm nay rồi. Sống chết ra làm sao mình không biết nữa. Thế là được hai đứa con, thế con trai lớn là bao nhiêu tuổi rồi? Ba đứa. Con trai lớn là được bao nhiêu đứa tuổi rồi? Con trai lớn em thì năm nay cháu hơn 30 rồi, cháu gái. Có vợ con cháu chưa? Cháu chưa. À, rồi, và chính cậu cháu gái đang nằm viện. Rồi, và chính người con trai hơn 30 là đang làm việc để nuôi cả nhà, đúng không? Vâng, cháu đang đi làm công ty. Rồi, rất là khổ, tội nghiệp, khổ thân. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng. Rồi, chào chị. Chị nằm viện là mình coi bé gái hay là mình cũng bị ốm? Em là người khuyết tật, cháu gái thì đang hiện giờ cũng đang nằm ở Hà Nội, Bạch Mai, Hà Nội anh. À thế à? Em là người khuyết tật, em nói không ra tiếng, nó bảo không được. Mình đi lại được không? Bình thường thì mình có đi làm em không? Em đi xe lăn thôi, em đi xe lăn. Ừ, thế trước đây mình làm ăn gì hay là trông cậy vào ông ấy tất? Em gia đình liệt sĩ thì trước kia thì em vẫn đi làm được, nhưng mà em bị hơn 20 năm nay là vì em đi làm nhiều quá nên là bị sốt, sốt cao quá đưa ra viện này là
co không giật bị đúng tai không? Biến biến chứng. Đến giờ em cũng không đi lại được nữa. Ừ, thôi bây giờ thì thật thế này, ban nãy mình khi mình gọi điện đến cửa sổ tình yêu mình có đặt ra hai câu hỏi là ly thân hay là ly hôn, thì cả hai câu hỏi ấy không phải quan trọng lúc này, bởi vì ly thân mình có muốn hay không thì ông ly rồi, một năm nay vợ chồng không biết ở đâu nhau ở đâu thì là ly thân rồi. Thế còn thì buộc mà gọi ông về để ly hôn thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vấn đề bây giờ quan trọng nhất là, thứ nhất là sức khỏe của mình và của các con, mình ổn định cuộc sống của mình. Thực ra mình cũng, thực ra có tuổi rồi, lúc này mà sức khỏe của mình và của các con là quan trọng nhất. Còn cái tình cảm vợ chồng đã sống với nhau ngoài 30 năm, có ơn có nghĩa thì người ta sẽ về. Còn thì khi mà người ta đã trốn rồi ấy, có truy nã cũng chẳng thấy. Nguồn để mà hiện nay là ba mẹ có bốn mẹ con sống duy nhất là các cậu lớn đi làm công ty đúng không? Còn gì nữa không? Cháu thứ ba thì mất rồi anh ạ. Cháu thứ ba mới đẻ ra thì cháu không có hơi thở, cháu mất rồi, lâu rồi. Thế thì gọi là hai cháu đi. Một cháu thì mẹ đang coi ở trong bệnh viện Bạch Mai đó. Thế còn cái anh thì anh nó có ngoan không? Anh nó ngoan, anh nó ngoan thôi. Giờ mẹ ơi mẹ, con không lấy vợ nữa, con đã vậy, con làm con nuôi em, con nuôi mẹ. Tội nghiệp. Có nhận động viên cháu là thôi cô đi làm kiếm tiền, lấy vợ đi. Thôi đấy, trời lại cho được một đứa con. Vâng. Trời không lấy của ai hết, tất cả cho mình một đứa con đấy, ba mươi mấy tuổi nó ngoan ngoãn rồi còn hy sinh để vì mẹ vì em, thế cũng là một niềm an ủi. Rất nhiều người đấy, hai ba thằng con lớn xúc xích trong mẹ ốm nằm viện, trái đứa nào nó trông nó thăm cơ, nó còn đang đi chăm vợ nó hoặc nó đi tán gái đúng không? Thôi trong hoàn cảnh của mình thì cũng một chút niềm an ủi, tuy nhiên thì cháu nó vất vả quá. Này thế cái việc chữa bệnh cho con gái ấy, có còn lâu dài không? Cháu thì hết tháng 7 năm nay về ra viện, gần một năm rồi, cháu gần một năm đến tháng 7 năm nay ra viện. Ôi giời ơi, thế này mình có được chế độ chính sách thì địa phương có đưa mình vào hộ nghèo, có giúp đỡ về bảo hiểm y tế hay gì đấy đỡ không? Rồi. Này thế anh chị em bên nhà mình có còn ai, mọi người có qua không, qua không lại một lại mình em thôi ạ. Thế hả? Bên nhà nội thì chắc lúc cháu nó ốm thì thăm được một lần đấy, chứ còn thì bây giờ anh em cũng lớn rồi, kiến giả nhất phận cũng khó mà có thể giúp nhau được nhờ. Thôi thế thì đây là quan trọng nhất là thế này. Mình bây giờ mình coi như không có ông ấy đi. Mình coi rằng là lấy nhau rồi, ông trời ông cho cái nghĩa gặp nhau rồi, đến đấy là nó hết rồi. Nó đứt rồi. Bây giờ ba mẹ con quan trọng là gọi là níu vào nhau mà sống. Mình có một điểm sáng duy nhất đó là cậu con trai có hiếu có nghĩa và khỏe mạnh, còn đang đi làm được. Cháu nó có làm công ty thì tháng được 7-8 triệu mà bao bọc cả ba bốn mẹ con. Thế rồi tần tiện thì cũng tạm, nhưng mà không thể cứ tạm mãi thế được. Mình cũng phải sớm để mà ra viện đúng không? Thứ hai nữa là mình bây giờ mình không sĩ diện gì cả, mình tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ của bà con khu dân phố hay là của thôn, ai người ta cho cái gì, người ta trợ cấp cái gì, hay là người ta có xét hộ nghèo, người ta cho cháu túi quà hay là một gì, cũng cứ nhận hết đi. Rồi mình thứ nhất là cũng còn là gia đình chính sách đấy, mình bản thân mình là con liệt sĩ đúng không? Đấy. Bố mẹ em liệt sĩ đấy ạ. Thế thì lại như trong trường hợp của mình là mỗi tháng cũng được một chút tiền lương như là 300 mấy ấy nữa, đúng không? Có ạ. Thế thì cố nhặt nhạnh này, gom góp cái đó này, bà con cô bác ai có hiếu, có thương tình cho thì mình cứ xin rồi cảm ơn đời. Và hai nữa là động viên con trai, mình cũng không cần khóc mếu mẹ, bây giờ còn duy nhất là còn con. Con phải giữ gìn sức khỏe, con làm và con là chỗ dựa cho mẹ và cho em. Thôi ông trời bắt tội như thế, nhưng mà mẹ cũng còn có con. Thế còn bây giờ mình không phải nghĩ chuyện là lão đang ở đâu không biết, hay là 64 tuổi rồi bây giờ đang ở với cô nào, cái đấy không quan trọng nữa nhá. Người ta gọi là đánh người chạy đi chứ không ai giữ được người ở muốn ở lại, chứ chẳng ai giữ được người đã có ý đồ trốn thoát nhá. Cố gắng giữ gìn sức khỏe và tranh thủ mọi cái nguồn lực có thể để mà vừa chữa bệnh cho con, vừa duy trì cái cuộc sống hàng ngày nhé. Anh ơi em cũng khổ lắm, nhà cháu được nằm viện mà. Rồi thế là con gái chị thì là bị bệnh gì vậy? Cháu là khoa gì? Cháu vừa bệnh tiểu đường, về bệnh bệnh họ van tim, bên này bệnh
Tóm lại là cũng phải điều trị rất là lâu dài đúng không ạ? Vâng, hy vọng là gia đình chị sẽ vượt qua cái khó khăn lúc này. Và nếu mà thính giả nào có nhà ý muốn hỗ trợ cho gia đình của chị thì sẽ liên hệ trực tiếp đến chị có thể cho xin số điện thoại của chị được không? Để nếu mà có thính giả nào muốn hỗ trợ về vật chất và tinh thần thì họ có thể trực tiếp liên hệ với chị. Chị có thể đọc số điện thoại đây, mình được. Số điện thoại của em đây. Chị đọc lên ạ. 0382 ạ. Dạ 0382. 1522 ạ. 1522. Vâng ạ. Chưa đủ. 12 ạ. 12. Chị đọc lại toàn bộ 10 số đi. Đấy ạ, 0382 1522 12 ạ. Rồi, cảm ơn chị. Và hy vọng là chị, những thính giả đang nghe chương trình Cửa Sổ Tình Yêu sẽ cảm thông đến hoàn cảnh của chị và có thể liên hệ trực tiếp với chị để có thể là hỗ trợ kể cả vật chất lẫn tinh thần giúp chị vượt qua cái khó khăn lúc này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Yên Bái. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ Yên Bái. Alo, Yên Bái đâu ạ? Alo ạ. Tôi đang nghe đây ạ. Chào cái gì chương trình và chào bác sĩ. Vâng, câu hỏi của anh là em gì vậy? Là nhà em thì nó không nắm bắt được, nhưng mà em lại hay ăn quan tâm về tình yêu của vợ của con ạ. Rồi. Anh em nó bị lấm, em bé bị ngứa đấy, thì cứ đi khám với bác sĩ bảo bị lấm ấy, mà em cứ điều lúc nào lúc kia chẳng thấy khỏi mà chẳng thấy đỡ. Em gọi điện đến để hỏi chương trình mấy bác sĩ tư vấn ấy, uống thuốc gì và làm giải pháp nào để cho em nó khỏi bệnh. Xin cảm ơn. Em bé hay là vợ bạn? Vợ của em đấy ạ. À, thế lại bảo em bé là bị nấm. Thế là em bé là em bé, ý là em bé là cái chỗ ý á? Vâng ạ. À, thế là vợ bị ngứa. Vâng. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em 42. Thế còn anh thì bao nhiêu? 42. À, hai vợ chồng 42 tuổi. Thế vợ ngứa, thế chồng có ngứa không? Không, nhưng em lại không được gì ạ. À, thế à. Thế đã đi khám ở đâu chưa? Em đi khám ở bệnh viện rồi ạ. Rồi, thế bác sĩ bảo sao? Bác sĩ bảo bị nấm. À, có cho thuốc điều trị không? Có, nhưng mà nhà em cùng đi kể cả tư nhân đến bệnh viện thì họ đưa thuốc về điều trị, thuốc cả thuốc uống nhưng mà chẳng thấy giảm thế nào. Ờ, vợ thì điều trị, thế chồng có điều trị không? Em không ạ, em ở em chẳng thấy ngứa đâu mà, thì mà em đi vắng suốt chẳng ai có nhà, cứ tháng có thể là hoặc là hai tháng về vài ba buổi. À, tức là khoảng 1-2 tháng thì hai vợ chồng mới gặp nhau. Vâng. Đâm ra là cũng không có nhu cầu là điều trị. Nhưng mà thực ra cái chuyện mà ngứa hay không ngứa thì có bệnh nhiều khi là cũng không ngứa cơ nhá. Vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ trả lời những thắc mắc mà bạn vừa nêu. Vâng. Chị chào em. Vâng, em chào bác sĩ ạ. Một trong những cái gọi là viêm phần phụ của phụ nữ ấy là nấm. Vâng. Và cái mà khó chữa nhất lại là nấm. Vâng. Vì vậy là phải kiên trì này nhá, theo thuốc. Và không biết là vợ đã đi đến những nơi nào rồi? Em ở Phú Thọ thì em nó cũng lên bệnh viện kiểm tra và bác sĩ cũng có kê đơn thuốc và rồi làm những điều trị. Nhưng mà vẫn là đang ở bệnh viện Phú Thọ đúng không? Vâng ạ. Ừ. Thế bây giờ ở Phú Thọ mình tìm một cái cơ sở chuyên khoa nào khác ngoài cái Phú Thọ đi thì có được không? Có, em các bác sĩ ở dưới Hà Nội nên mở dịch vụ để khám chữa bệnh cho dân đấy. Ừ. Nhà em cũng có đến đấy. Ừ. Thế nhưng mà vẫn cứ không khỏi. Vâng. Thế có quay trở lại, tức là hôm nay mình đến phòng khám này, họ cho thuốc, xong không khỏi, mình có quay trở lại để hỏi lý do tại sao nó không khỏi để người ta điều chỉnh thuốc không? Hay là không khỏi một cái lại đi tìm chỗ khác? Em đi tìm chỗ khác, thế là cứ thế này là cũng chẳng quay lại nữa. Như này, khi mà mình đã tìm được một cái địa chỉ, mình cho là tin tưởng nhé. Vâng. Thì mình nên theo 1-2-3 liệu trình đã. Khi mà người ta kê cho mình một đơn thuốc này và mình thấy nó có thay đổi gì, nó đỡ xong nó lại bị, thì mình lại quay trở lại để xem là vấn đề là thuốc nó chưa đúng đích hay là còn cái yếu tố nào nữa. Đấy, chứ còn thì người ta sẽ hoặc là đổi thuốc này, người ta sẽ hoặc là đổi lại, tức là khai thác thêm cái yếu tố bệnh của mình
để mà chẩn đoán và ra hướng điều trị tiếp theo nhé. Cái đấy là nên quay lại đấy, chứ còn mình lại sang bên khác lại trở thành cái bệnh nhân mới tinh và lại một cái thuốc điều trị khác, thế thì hoặc là lại thuốc đấy và cũng không biết là chị điều trị có triệt để không. Tuy nhiên là bị nấm là khó điều trị đấy, cho vì vậy phải kiên trì. Cái thứ hai nữa là song song với cái việc điều trị nấm ấy thì cái việc giữ vệ sinh phụ nữ rất là quan trọng. Đấy, vì vậy là bây giờ nói với anh thì cũng hơi khó, do giá là chị trực tiếp thì sẽ trao đổi dễ hơn. Nhưng mà xem lại cái cách vệ sinh phụ nữ hàng ngày này, cái nguồn nước này nó như thế nào, và mình vệ sinh phụ nữ hàng ngày nó ra làm sao nhá. Và nếu mà đã lại là cứ đi điều trị, ví dụ như là điều trị mãi mà vẫn thuốc này, hoặc là nhiều thuốc rồi không khỏi, đôi khi cũng lại phải xem cái nguồn lây có thể là từ môi trường, từ vệ sinh phụ nữ, rồi là nguồn nước, nhưng nguồn lây cũng có thể là từ chồng. Cái biểu hiện của chồng có thể nó là kín đáo, và để triệt để thì đôi khi mình cũng lại cùng vợ đi đến một theo đuổi một cái phòng khám. Ví dụ như là em nói là có các bác sĩ ở Hà Nội cũng có nhiều phòng khám mà. Và cũng không phải cứ các bác sĩ Hà Nội đã là các cái chuyên gia đầu ngành về cái bệnh của mình. Vâng. Nhá. Thế thì có thể mình lên bệnh viện Hà Nội ấy. Đấy, một lần thôi, nhưng mà nó đúng chuyên khoa và gặp đúng cái chuyên ngành sâu ấy. Và đôi khi cả hai vợ chồng đi, hai vợ chồng dắt nhau đi thì mình cũng ở đấy và mình cũng đề cập tới vấn đề là chữa mãi mà không khỏi thì không biết là cái nguồn gì. Vệ sinh rồi nguồn nước của nhà tôi cũng đảm bảo lắm, thế thì làm sao. Và nếu là bác sĩ có thể họ gợi ý là vậy có phải là nguồn nó chưa cắt hẳn, là bởi vì nó đã đỡ xong rồi, thỉnh thoảng chồng về lại tranh thủ trả bài, thế là cái nguồn nó lại là từ chồng lại sang vợ, được không ạ? Biểu hiện bệnh ấy thì nó ở mỗi người nó khác nhau, có khi là có bệnh đấy nhưng mà nó không có biểu hiện gì cả nhá. Thế thì chắc là cất công lên Hà Nội đi một chuyến, xong là cả hai vợ chồng đi đến cùng. Tưởng là xa xôi tốn kém, nhưng mà còn hơn là cứ loanh quanh ở nhà, xong là có bệnh là lo lắng rồi cũng tốn kém. Chắc là cộng vào thì có khi lại còn hơn một lần đi lên Hà Nội mà vào đúng chuyên khoa ấy. Vâng. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Vũ Minh Phượng rồi chứ? Rồi, em cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chương trình đã hỗ trợ em ạ. Rồi, hy vọng là hai vợ chồng sẽ có sức khỏe thật tốt nhá. Các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Alo, Hà Nam đâu ạ? Dạ, em chào chương trình. Rồi, bạn đang mở loa ngoài à? Anh Minh Đoàn, chào chị, chào bác sĩ Minh Phượng ạ. Alo, xin lỗi bạn đang mở loa ngoài à? Dạ không ạ. Tắt loa ngoài đi bạn ơi. Alo, cái điện thoại làm sao khó nghe lắm. Alo ạ. Rồi, không được mở loa ngoài nhá. Mở loa ngoài là bên này chúng tôi khó nghe lắm. Dạ. Rồi, bạn trình bày câu hỏi của mình đi. Dạ, em hỏi bác sĩ Vũ Minh Phượng ấy, là em bị u xơ tử cung ấy. Mỗi lần có kinh thì nó đau bụng nhiều. Rồi. Thì em đi khám ở bệnh viện huyện ấy, tuyến huyện ấy thì người ta cho uống cái viên nội tiết ấy. Rồi. Để cho nó hết kinh, cho nó khỏi đau bụng, nhưng mà chỉ hết một tháng thôi. Rồi tháng sau nó lại có nghĩa là chỉ cho uống một tháng thì chỉ hết không có kinh một tháng thôi. Rồi. Thì như thế thì có đúng hay không? Rồi nếu mà uống hết thì mình lại uống nữa có được hay không? Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em 47 tuổi. À thế à? Dạ. Thế phát hiện u xơ tử cung từ bao lâu nay và đã xử lý gì chưa? Dạ chưa ạ, tại vì bác đi khám thì bác sĩ nói là mới có 50 mấy nhân đến 40 mấy mini thôi thì chưa có chỉ định mổ. 4 mấy nhân 5 mấy thì cũng bằng quả trứng gà rồi đấy, không phải nhỏ đâu.
đi siêu âm thì người ta nói là bị lạc nội mạc tử cung. À, nó còn trôi xuống dưới đó. Dạ. Thế là có mấy cháu rồi? Dạ, em không có gia đình. Không có gia đình à? Dạ. Rồi, tức là từ trước đến nay chưa sinh đẻ bao giờ đúng không? Dạ. Chính cái lạc nội mạc tử cung của bạn thì đấy là nguyên nhân khiến bạn bị đau bụng mỗi khi tháng hành kinh đấy. Dạ đúng rồi ạ. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Chị chào em. Dạ em chào chị. Thế bây giờ em muốn hỏi rằng là em vẫn cứ điều trị cái thuốc nội tiết ấy. Dạ. Thế và điều trị thì cái tháng đấy nó ổn, những tháng dạ. sau nó lại tiếp tục lại là dạ. là cứ đau bụng. Dạ. Thì cứ hành kinh thì lại đau bụng đúng không? Dạ. Thế cái lạc nội mạc tử cung thì cũng không xử lý gì nhỉ? Dạ, thì bác sĩ chỉ cho uống cái nội tiết thôi, không cho uống cái gì. Tức là em ở Nam Hà thì em đi đến bệnh viện gì? Em ở bệnh viện tỉnh Hà Nam. Bệnh viện tỉnh Hà Nam thì cái khoa phụ sản của họ cũng tốt đấy nhỉ? Dạ. Thì mình là ở cái tuổi 47. Và ở cái tuổi 47 là nội tiết của người phụ nữ đã thay đổi. Dạ. Cái đau bụng ấy thì nó là do lạc nội mạc tử cung và người ta hy vọng rằng là điều trị nội tiết nó sẽ giảm đi và rõ ràng là em thấy nó giảm. Dạ. Nhá. Tức là gì? Trong cơ thể mình thiếu nội tiết và bổ sung một tháng thì nó không đủ, cũng như là thiếu gạo ăn ấy, thiếu nước uống ấy. Dạ. Thế thì cho đủ cái tháng này là đủ ăn trong 30 ngày. Thế thì tháng sau nó lại trở về là vẫn cái tình trạng thiếu, đúng không? Dạ. Thì mình điều trị và mình thấy đủ, tức là mình thấy nó ổn thì là được rồi. Còn cái u xơ tử cung thì có lẽ nguyên nhân nó cũng không phải là tại u xơ. Vì nếu mà tại u xơ thì thông thường mà ở cái vị trí nó gây đau nhiều và lại ra máu nữa thì người ta sẽ có cái can thiệp là mổ ấy. Mà nó ra ít lắm chị. Ra kinh nguyệt chứ gì? Dạ, nó ra ít. Nhưng mà chỉ có mỗi đau bụng thôi. Đấy, thế thì cứ theo phác đồ của bác sĩ đi nhá. Dạ, theo dạ. trong một thời gian dài và cái chính là cái điều trị nội tiết ấy, người ta tìm được liều để bổ sung cho mình nó là quan trọng lắm. Nhiều dạ. người đến cái tuổi 47, 50 trở đi là nội tiết giảm và dạ. và chưa có biểu hiện gì người ta cũng còn đi dò liều để người ta bổ sung nội tiết cơ mà. Dạ. Đấy, huống hồ rằng mình lại là có những cái biểu hiện khó chịu và bổ sung vào mình lại thấy nó rất là ổn. Dạ. Thì em theo bác sĩ trong một vài tháng nhá. Dạ. Để dạ. xem tình trạng nó như nào và đồng thời theo dõi cái u xơ tử cung, hy vọng rằng là do nội cái u xơ tử cung là do rối loạn của nội tiết, đến lúc nội tiết nó qua cái tuổi nó gọi là tiền mãn kinh ấy dạ. và nó đi vào ổn định rồi thì u xơ nó cũng biến và dạ. cái điều trị nội tiết của em thì cái hy vọng cái lạc nội mạc tử cung nó ổn hơn thì mọi sự nó sẽ ổn hơn. Dạ, chị ơi cho em hỏi một cái vấn đề này nữa này. Mà em bị u xơ tử cung này, bị u vú lành tính này, u tuyến giáp lành tính nữa, mình em thấy nó có nhiều cái u lành tính ấy. Em thấy có khi nào mình sợ nó sẽ trở thành ung thư hay là có nghĩa là mình cứ sợ như vậy không? Đấy, cái mà gọi là nhiều u quá xong lại còn u tuyến giáp xong lại cũng lành dạ. tính ấy. Thì đấy lại u vú nữa thì rõ ràng là cái gốc của nó là vấn đề nội tiết nhá. Dạ, và dạ. bây giờ em vẫn cứ lăn tăn ở cái chỗ là không biết bác sĩ cho điều trị này có đúng không nhỉ, ABCD dạ. thì có vẻ như là em kể thêm một số bệnh thì nó là đúng hướng. Dạ. Thế còn lại nó có bị ung thư không thì dạ. Thì về nguyên lý là nếu các u kể cả lành tính nhá mà dạ. nó để lâu dài quá thì có thể nhá chứ không phải 100% dạ. nó sẽ bị ca hóa tức là ung thư hóa dạ. nhá. Mà nhưng mà cái u tuyến vú thì em cũng đi mổ lấy ra rồi. Thì thôi còn, thế là xong dạ. Dạ, còn cái u tuyến giáp thì em cũng đi khám lại bác sĩ cho uống thuốc 4 tháng rồi đi tái khám lại ấy chị. Đấy thì đi khám bệnh viện ung bướu ở bệnh viện K Hà Nội ấy chị. Mình cứ lần dần, đúng không? Dạ.
cái u xơ kia lành, bỏ đi rồi, khỏi lo. Thế còn tuyến giáp thì các bác sĩ điều trị và hy vọng rằng nó trở về bình thường. Thế còn cái u xơ tử cung thì cũng lại hy vọng rằng nó qua cái độ tuổi thay đổi nội tiết này này thì nó cũng lại biến mất. Có nghĩa là em có uống đến khi nào mà nó mãn kinh cho nó khơi cho nó mất à chị? Em đi về nguyên nhân của cái u xơ tử cung ấy, nó là như thế đấy. Nó ổn định lại rồi nó sẽ lại tự theo đi. Rất ít người, trừ trường hợp là cái vị trí của u nó ở cái lớp niêm mạc, nó làm cho mình bị chảy máu rất nhiều. Và vào cái độ tuổi nào đấy thì người ta can thiệp là cắt. Bởi vì đa số các u xơ tử cung là lành tính và là do nội tiết, và em lại ở cái độ tuổi đó thì đến khi mà nội tiết ổn định là nó tự mất đi. Thế thì mình cứ kiên trì theo bác sĩ điều trị, và người ta chắc là điều trị nội tiết, thỉnh thoảng họ sẽ lại kiểm tra lại thì mình cũng theo họ nhé. Mọi chuyện của em là nó đang tiến triển tốt mà. Và cái yên tâm điều trị với niềm tin nó cũng làm tăng cường cho cái điều trị của em đấy nha. Cảm ơn em có sức rồi, khỏe. Bạn đã nghe rõ gì chứ? Chúc bạn có một sức khỏe thật tốt nha. Cảm ơn chị Vũ Minh Phượng. Và cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ Bắc Giang. Vâng, chào anh. Vâng ạ. Chào anh Văn phải không? Dạ vâng. Câu hỏi của bạn là gì? Tôi có hai câu hỏi. Vâng. Một là tôi muốn hỏi cho cháu gái tôi. Vâng, xin lỗi anh, năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi năm 50 anh. À, anh 50 tuổi rồi. Cháu gái thì là con gái anh đúng không ạ? Vâng, cháu gái với có bồ sinh cháu thứ hai. Khoảng một tháng nữa cháu sinh. Vâng. Em đi hôm vừa rồi thì nó về, tôi kiểm tra cái huyết áp của cháu, nó thì thấy nó quá thấp. Kiểm tra cái gì ạ? Vâng, cái huyết áp ạ. À, rồi. Vâng. Thế anh cũng có thể đo huyết áp được đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Thì là một là vậy, hai nhưng mà cái câu hỏi của tôi là con bệnh về mắt đấy, bị thoái hóa điểm vàng rồi. Và nên muốn hỏi bác sĩ xem là bữa nay là công nghệ học mới đã có cái biện pháp nào chữa được chưa. Bệnh mắt tức là bệnh của anh đúng không ạ? Anh 50 tuổi đúng không ạ? Dạ vâng, bị thoái hóa đúng không ạ? Đúng rồi. Xin lỗi, ở chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng tôi chỉ trả lời các cái vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản. Thì đâm ra là nếu mà liên quan đến cái bệnh mắt của anh ấy thì có thể anh đến chuyên khoa mắt nhá. Bởi vì các bác sĩ của chúng tôi không chuyên về vấn đề này. Còn về câu hỏi với cô con gái của anh là bạn đó là đang mang thai cháu thứ hai đúng không? Vâng ạ. Rồi, và hôm vừa rồi thì về thăm bố đúng không? Thăm ông ngoại thì là bộ ông ngoại đo huyết áp thì thấy hơi thấp. Thấp là như nào anh? Dạ, cân trương nó chỉ có 62, 63, trên 47, 48 thôi ạ. Ồ, thế à? Rồi, thế là bạn ý là đang mang thai tháng thứ mấy ạ? Dạ, tháng thứ 8 rồi anh. Và có kiểm tra thai nghén thường xuyên không? Cháu vẫn kiểm tra định kỳ. Rồi, và bác sĩ có biết điều này không ạ? Dạ, bác sĩ thì... Không, bác sĩ chỉ nói là bình thường thôi. Nhưng mà tôi là bệnh viện tỉnh hay là bệnh viện huyện hay xã? Cháu nó đo bệnh viện ở ngoài Hà Nội thôi. À, tức là cũng là theo dõi thai sản ở Hà Nội. Vâng. Thế ông ngoại cũng hơi lo đúng không? Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ xem thêm cái huyết áp khi thai kỳ ở tháng 8 như thế có ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ con hay không nhá. Dạ. Vâng, chào anh ạ. Vâng ạ, chào. Vâng. Chị. Anh ơi, thế cháu về thì cháu cũng nói rằng là cháu có đi khám sức khỏe và tất cả bình thường. Thì được hiểu nghĩa rằng là sức khỏe của mẹ cũng bình thường và sức khỏe của con cũng bình thường. Đúng không ạ? Và bình thường có nghĩa là khi đi khám sức khỏe thì bao giờ người ta cũng đo huyết áp. Và nếu là huyết áp cao, thông thường người ta rất sợ là cái tiểu đường thai kỳ ấy, nếu huyết áp cao hay nếu huyết áp thấp là người ta đều có thông báo. Thế thì cái việc mà đo huyết áp để khẳng định một người có bệnh huyết áp cao hay thấp ấy, thì thông thường một ngày người ta phải đo 3 lần và phải đo liền trong một tuần để người ta khẳng định huyết áp đấy là cao hoặc thấp. Hay là bây giờ người ta có cái máy Holter ấy, là đeo ở người và để theo dõi huyết áp trong 24 giờ đó thì mới biết được. Chứ còn cái huyết áp mà anh nói là
của cháu anh ấy là 62/47 thì quả thật là nó quá thấp. Và nếu nó thấp như thế thì sức khỏe của, chưa nói sức khỏe của mẹ nhá, thì là nói đến sức khỏe của con, máu nó đến nó nuôi cái thai nó cũng kém. Và sẽ không thể có sức khỏe bình thường của thai nhi được. Có thể cái lần mà anh đo sức khỏe cho cháu ấy, do nó đi đường xa này, nó mệt này, nó làm sao ấy, thì anh đo và huyết áp nó thấp nhá. Và thì là huyết áp nó thấp, hoặc là không biết là cái máy đo của anh là cái loại máy đo gì, nó có được kiểm tra không? Máy tự động chị. À, máy đo tự động ấy hả? Anh có dùng cái máy đấy thường xuyên không ạ? Dạ dùng thường xuyên anh vẫn dùng thường xuyên để chắc là kiểm tra sức khỏe cho anh đúng không? Dạ vâng. Vâng. Thế vâng, thế thì loại trừ ra là do nguyên nhân máy. Dạ. Bởi vì anh vẫn làm thường xuyên và cho sức khỏe gia đình và anh thấy dạ. Nó ổn đúng không ạ? Dạ. Nó có thể là bị chênh lên so với huyết áp thủy ngân hoặc là huyết áp kia một chút, nhưng mà nó thường nó chỉ chênh lên độ khoảng 10-20mm thủy ngân thôi, nhưng thì nó cũng không thể cho cái con số là quá thấp như là anh đo cho cháu là 62/47. Vấn đề bây giờ là như thế này ạ. Anh đừng lo lắng quá, anh lo cho anh nhá. Đây là cháu và sức khỏe của nó vẫn đang bình thường. Anh chỉ có nhắc là ô hôm nay cháu có bị làm sao không, sao sức khỏe bây giờ sao huyết áp nó lại thấp quá, nó ôi rồi ông ơi con hạ đường huyết đây này, con đói lắm suốt từ sáng con đi đây đó này, con chưa được ăn cái gì này. Nhưng khi yếu tố đấy nó cũng làm giảm huyết áp. Hoặc là nếu anh hỏi nó không bình thường mà ô cháu phải đi kiểm tra đi, tháng thứ 8 rồi để xem chứ huyết áp ông đo của cháu mà máy của ông là chính xác là như thế này, con phải đi kiểm tra liệu có phải sót không, hay những lần kiểm tra trước mà ở trên Hà Nội họ có đo huyết áp không, thì cảnh báo cho cháu một câu chứ dạ. Anh chỉ đo một lần thì chưa thể trả lời được đấy là huyết áp, tức là huyết áp người đó cháu anh ấy là mắc bệnh huyết áp tụt nhá. Dạ. Huyết áp hạ. Vâng ạ. Rồi hôm nay em có đo cho cháu nó 3 lần. Vâng. Tóm lại là ông ngoại cứ yên tâm đi, bởi vì con gái anh thì đã được theo dõi định kỳ thai nghén ở Hà Nội, thì chắc là sẽ các bác sĩ sẽ có trách nhiệm trong việc đó nhá. Đừng quá lo lắng. Xin chào anh, cảm ơn bác sĩ Vũ Anh Phượng. Bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đồng Nai. Alo, Đồng Nai đâu ạ? Alo, tôi đang nghe đây ạ. Vâng ạ. Vâng, câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Dạ, tại vì con em là con gái, năm nay cháu nó 11 tuổi ạ. Dạ vâng. Dạ, cái một năm ngoái cháu quen một người bạn trai. Vâng. Gia đình cũng khuyên cái cháu bỏ bạn nó rồi, giờ cách nhau không mấy tháng cháu lại quen một bạn mới ạ. Dạ vâng. Bây giờ trong năm cháu lên lớp 12 mà giờ cháu cũng sao ở tình yêu như vậy thì không biết cháu học hành sao, em không có biết lời khuyên nào tin tư. Rồi. Dạ, tư vấn linh đoàn giúp đỡ giùm ạ. Dạ vâng, thế là con gái chị năm nay là 18 tuổi đúng không? 17. Cháu mới 17 tuổi, sang năm mới 18 tuổi ạ. Dạ vâng. Và hai cái cậu bạn trai ý thì là học cùng lớp hay là gì đấy? Dạ, lúc trước thì đứa trước thì nó có học chung trường thời gian, xong nó bỏ học, nó đi ra ngoài đi làm. Rồi. Dạ, rồi còn đứa sau này thì lại vẫn còn đang học, vẫn học chung trường ạ. À thế à, tức là mối tình à? Học trò đấy, đúng không? Có cái điều gì khiến chị băn khoăn, nó có đã đi quá giới hạn chưa? Trong trường thì cái trường khác cũng không ký để cháu được ở nội trú ạ. À, tháng được về 1-2 lần thôi ạ. Học trường gì mà lại ở nội trú, tháng về 1-2 lần? Dạ cháu học trường bên đảo ạ. À rồi. Vâng, cháu học trường cao đẳng Xuân Lộc Hòa Bình ạ. Rồi rồi. Chuyên gia tâm học Linh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, chào chị. Dạ, chào anh Linh Đoàn ạ. Vâng, mình ở Đồng Nai đúng không? Ở đấy nó có một cái trường cũng là học trường phổ thông nhưng mà lại trực thuộc nhà thờ ạ. Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Vâng. Và các cháu nó có học bình thường tất cả các môn học như là ngoài trường bình thường không? Cũng là các thầy giáo cô giáo? Có chưa là có học đều, có học thêm cả nghề nữa ạ. Rồi. Thế và ở nội trú thì chị có đến thì chị xem chỗ ăn chỗ ở không? Bởi vì tôi biết rằng là những trường mà trực thuộc các cái nhà thờ ấy, là người ta kỷ luật rất là nghiêm.
các cháu cũng được theo dõi dạy dỗ đến nơi đến chốn, ngoài cái việc mà học tập văn hóa là do các thầy cô giảng dạy theo chương trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, còn lại thì những giờ rảnh thì các cháu được sinh hoạt, đặc biệt là có những cái hoạt động hướng đạo và giáo dục kỹ năng sống rồi lối sống. Thực ra thì không biết là chị có nắm được không, chứ các cháu cũng bận đấy ạ, gần như là suốt cả ngày. Thôi nhưng mà mình phát hiện ra là con hồi lớp 1 là nó có một người bạn trai đúng không ạ? Thế xong... Đứa là đứa thứ hai rồi ạ, Vâng, nó sẽ còn 10 đứa nữa cơ, bởi vì bạn ấy mà, ai bao nhiêu chả được. Con nhà tôi mới có lớp 9 mà nó 8 bạn trai cơ. Nó có gì đâu. Ra bây giờ chúng nó yêu nhau, xong nó trốn khỏi trường, xong rồi nó đi Long Hải, nó đi Vũng Tàu để nó nghỉ, xong rồi còn bắt quả tang từ trong nhà nghỉ nó ra, nó bỏ học, nó lấy trộm tiền của gia đình, hoặc là bị nhà trường nhắc nhở nhiều, thì mình mới lo. Thế còn bây giờ mình phát hiện thấy con làm sao? Nó gọi điện cho bạn trai gì? Hay là như nào? Có hai đứa nó cũng học chung trường ạ. Học chung trường này. Thế rồi tuổi này cũng 17 rồi, sang năm lên lớp 12 là 18 rồi. Đủ 18 tuổi là công dân đàng hoàng rồi. Chúng nó có bạn trai có làm sao đâu. Ở lớp con trai con gái chứ. Em lại chờ cái từ nó con cháu nghỉ hè mới được có nửa tháng thôi ạ. Mà nó về đêm nào cũng gọi điện suốt đây, em cũng sợ đây. Ôi trời ơi. Nó ở nhà mình, nó gọi điện với nhau, nó được nghỉ hè, nó không phải học cho nên nó có thời gian rảnh thì nó gọi điện, nó nhớ nhau, nó chuyện trò tâm sự một tí. Em cũng nghe lén này nó cứ thì nó bảo làm sao? Giống như là chỉ thề với nhau đó, cứ đôi cha mẹ ra nói chuyện trong câu chuyện của tụi nó đây. Ôi thế lại càng không sợ. Dám mà nó lại nói ngọt nhạt, anh ơi em nhớ quá cơ, ngày mai mình gặp nhau đi, em chỉ muốn được ôm anh hôn anh gì, thì mình sợ thật. Nhưng bây giờ tuổi nó còn choi choai, mà con trai con gái mà cứ xưng mày xưng tao, xong rồi nó còn chửi thề với nhau ấy, nghĩa là nó chưa có cái gì thuộc về yêu đương đâu. Nó cùng lớp nó chơi với nhau như, xin lỗi là như hai thằng con trai ấy, thì nó mới thế. Chứ còn nếu mà nó có tí cái xúc động giới tính, nó rung động yêu đương á, là bên này cô này sẽ ngắm vuốt này, sẽ ăn diện này, rồi điệu đà. Ngược lại là bên kia là thì thầm rất là hay, chứ không có cái đoạn mà nhem nhẻm chửi nhau. Mình thì hoàn toàn có thể nói thế này, này ôi trời ơi, sao mà mẹ thấy con là con gái chơi với bạn trai cái gì mà nói chuyện cứ toàn mày tao tao mà thô tục thế con. Thế thì mình có thể nhắc để cho thấy rằng là mẹ biết đấy, mẹ biết là con có bạn trai, mẹ thì mẹ không quá lo lắng, nhưng mẹ nhắc nhở là mình cũng phải giữ ý giữ tứ một chút đấy. Thế còn thì không có quá lo đâu nha. Mình theo dõi thứ nhất là cái môi trường của con là cũng tương đối là an lành, an tâm. Bởi vì trường của nhà thờ theo trường dòng là người ta cũng đã kỷ luật rất là tốt rồi. Đặc biệt nhà mình có đạo đúng không? Dạ không ạ. Tại vì bên gì có đạo đâu, là em gái là gì được của nó. Có gì thì đi theo đạo. Thế cho nên là nhờ mối quan hệ của dì với xin cho con vào đấy, chứ không phải là nhà mình. Dạ, là vâng. Rồi. Dạ, vâng. Cũng là một môi trường tốt. Và thế thì mình con gái 17-18 rồi mà cứ một tuần nói về được 1-2 lần. Một tháng về được 2 lần là anh Minh Đoàn, là một tháng về được 2 lần thôi. Thế mình thỉnh thoảng gọi điện nói chuyện với con không? Có ạ. Buổi tối thỉnh thoảng thế nào? Bây giờ đi học rồi 10 giờ thôi, học vừa nghỉ, giữ gìn sức khỏe con nhá, đừng có thức khuya, đừng có xem nọ kia, thể hiện ra mình rất là quan tâm. Thỉnh thoảng lại trêu trêu nó một tí này, nào có muốn xem bố mẹ với lại em ở nhà ăn gì không, mình gọi video cho con nhìn thấy cảnh bố mẹ. Còn hôm nào con về thì ngoài cái việc là chỉ có chăm nấu cho con ăn món ngon, mình cũng có thể tâm sự trong học có vất vả không, nó có giống trường ngoài không, có cái gì đặc biệt không, ví dụ như vậy, để con chia sẻ. Ôi trong này nghiêm lắm, ôi các cha thế này, các bà sơ thế kia, ngoài các thầy các cô ra còn có rất là nhiều những cái đối tượng khác mà quan tâm chăm sóc hỗ trợ cái việc mà giáo dục của nhà trường nhé. Rồi, xin chào chị và hy vọng là chị sẽ yên tâm hơn. Ở lứa tuổi của các con thì cái chuyện thích nhau hoặc là có những tình cảm bạn bè khác giới nó cũng là bình thường, và mẹ đừng có quan tâm thái quá nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình, và cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Tuyên Quang. Alo, Tuyên Quang đâu ạ? Alo ạ. Tôi đang nghe đây ạ. Vâng, em chào anh ạ. Chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì? Vâng, em đến từ Tuyên Quang, tên là Kiên ạ. Và em năm nay em 31 tuổi ạ. Rồi, Kiên có vấn đề gì vậy?
Là em đang muốn hỏi với chương trình là em có cái khúc mắc hai vợ chồng là cái vấn đề về sinh lý của em ấy nó cao quá, mà em không biết do, nhưng mà thường xuyên hai vợ chồng cãi nhau hay xảy ra cãi nhau về vấn đề này. Em muốn hỏi xem chương trình có cách nào tư vấn giúp em. Cao là cao như thế nào? Cụ thể hơn được không? Nghĩa là thường thường như một tuần của em sinh hoạt như hai chồng em đòi hỏi nó nhiều quá anh ạ. Ừ, là bao nhiêu lần? Là một tuần của em là từ thứ hai chủ nhật thì em từ thứ hai đến thứ bảy luôn đó. À, tức là một tuần là nghỉ có một ngày thôi đúng không? Vâng, mà công việc của em thì cũng không phải là nhàn, mà công việc em cũng là rất là vất, nhưng mà cũng không hiểu sao mà cứ về, giống như về đi làm về tối mà nằm gần vợ chồng nhau thì đấy nó cứ đòi hỏi, nó nói chung nó không thể nào ấy được. Thế à? Thế là vợ cằn nhằn à? Vâng, vợ em thì nó mới đầu vợ em nó cũng cằn nhằn, cũng chịu được vài lần thì vợ em nó cũng nói chung hai vợ chồng cũng xảy ra cãi nhau. Ừ. Em nói em không muốn vì thế mà em phải đi ra ngoài nào kia thì em cũng nghĩ nhiều, em cũng không biết là làm nào. Ngoài nọ kia đang Covid đi ông ạ, nhá. Vâng, thì em không dám ra. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Ơi chị chào em. Vâng ạ, em chào thế chị. Là cái nhu cầu mà cứ một tuần 6 lần ấy thì từ lâu rồi hay mới gần đây mới vậy? Em nói chung là từ lúc Lâm lấy vợ, nói chung là em ra đến bây giờ, em vẫn đến bây giờ em lấy vợ được mấy năm rồi? Em lấy vợ từ năm 2014 ạ. Thế à? Thế những năm trước vợ có chịu được không? Có kêu không? Với em cũng phàn nàn, nhưng mà lúc đấy em còn lấy được, nhưng bây giờ càng ngày em nói chung em càng thấy nó trả xuống, nó cứ kiểu nó càng khỏe lên. Tức là cứ nhu cầu cứ càng ngày càng khỏe lên hả? Ở cái tuổi 30-31, tức là nó khỏe như thế thì cũng không có cái gì là bất thường. Nhưng mà cái vấn đề là cái sự hòa hợp ấy. Thế có thể là ở cái năm mà mới cưới ấy, thì vợ nó cũng còn khỏe, cho nên là nó chịu được. Thế bây giờ là có mấy con rồi em? Em được hai cháu trai rồi. Cháu lớn mấy tuổi, cháu bé mấy tuổi? Lớn nhà em đang học lớp 1, còn cháu bé nhà em mới hơn 3 tuổi. Vợ nuôi hai đứa đấy mệt lắm, suốt ngày xong rồi là bú mớm cơm cháo đến đêm đến ấy mà. Nuôi con nhà em thì này rất là nhàn, bởi vì là ngày thì có ông bà suốt tối về, nói chung toàn điện bện bố thôi. Nếu mà chăm con thì toàn là em thôi, chứ vợ em cũng không phải ấy lắm. Không phải làm gì cả. Chăm sóc con thì em vẫn chiếm là phần đa hơn là vợ em. Thế à? Thế nhưng mà dẫu sao đi nữa thì cái người phụ nữ mà mới sinh con ở những cái ngày như thế thì là nó cũng mệt ý. Thì được chăm sóc như thế là tốt rồi. Thế bây giờ mà cứ đòi như vậy xong rồi là làm như thế nào? Em cố tình thì nói chung là nó không được như kiểu mong muốn, nói chung là nó không được hòa hợp lắm. Nó không hòa hợp. Trong em dần dần sinh em cũng thấy chán, nhưng em nghĩ nhiều. Nghĩ cái gì? Em không biết là lý do tại sao. Lý do tại sao? Tại 7 ngày liền thì nó mệt, nó không chịu được. Cái này là cái chuyện hòa hợp. Ví dụ như là mình 7 ngày mà có những cái người phụ nữ họ cái tính dục ấy nó cũng rất là mạnh, thế là hai bên hợp nhau thì không vấn đề gì. Thế nhưng mà bây giờ thì mình cứ càng ngày càng khỏe mà vợ cứ càng ngày càng yếu, cho nên là nó bị lệch pha nhau, cho nên là nó đâm ra là khúc mắc, đúng không? Thế thì bây giờ hai vợ chồng phải nói chuyện với nhau, cởi mở ra. Em cũng nói, vợ em cũng hai vợ chồng cũng nói chuyện nhiều lần, nhưng mà nó đúng thật sự là vợ em cũng bảo thằng vợ em thì như đỏ như anh nhiều quá em không chịu được. Mà như em thì em cũng biết, em cũng hiểu, nhưng mà cái sinh lý của em nó thực sự là nó em không hiểu sao mà nó quá là mạnh, nó kiểu ham muốn kiểu quá ấy luôn, nhưng mà em không biết là nên làm cái cách nào để nó... Bên này em có nói rằng là có những lúc em phải đi ra ngoài ấy. Nghĩa là không phải là em đi ra ngoài, mà nghĩa là em cũng có ý định là cũng đi ra ngoài như kiểu để giảm bớt kiểu ấy đi, nhưng mà em lại không không đi, em chưa đi lần nào, em không đi. Em không đi. Thì em cũng nghĩ là đi nếu sợ lúc mà chẳng may bệnh biết như là đúng về rồi. Là vợ con cũng khổ, đúng em rồi, không đi. Cũng khổ. Thế nhưng mà như này em lại nói là về đến nhà cứ nhìn thấy vợ là lại có cái nhu cầu đấy. Không phải nhìn thấy vợ, mà là cứ nếu là nằm cùng nhau ấy thì cứ về tối ngủ nằm cùng nhau là em lại đòi hỏi, lại muốn ấy. Thế bây giờ cách nhật ra nằm riêng được không? Không, cũng khó phết đấy bây giờ. Khó à?
Khó cái đấy, gì? Em không không xa vợ em được. Không xa vợ được, cứ phải gần, cứ phải quặp lại, đúng không? Vâng, nói chung là... Ừ, thế thì bây giờ phải nghĩ cho khi chung ấy. Vâng. Yêu nhau, thương nhau nhưng mà là phải... Thương nhau nhưng mà phải mang lại sự sung sướng và hạnh phúc cho cái người mình yêu ấy là vợ mình, đúng không? Thế vâng. Thì cũng lắng nghe một tí và cũng tìm cái cách mà làm sao đấy để mà cho vợ mình nó không bị khổ. Vâng. Ừ, có cái lúc nào gần nhau là hai người cực kỳ sung sướng và thỏa mãn. Chẳng hạn như là em nói là em rất là chăm con rồi này. Thế nhưng mà cái số lần mà cứ một tuần tối nào cũng như vậy vợ không chịu được, tức là nhu cầu của vợ ít, đúng không? Mà vâng. Mình cứ nhiều vậy thì mình đành tìm cách để nhịn đi một tí chút đấy, để cho vợ đỡ bị mệt mỏi thì có được không đấy. Chứ còn mà đi ra ngoài thì gọi là ra ngoài thỏa mãn cái nhu cầu đấy thì sợ bệnh tật. Vậy thì thử trao đổi với vợ là thế nếu vợ mệt mỏi và khó chịu quá, thế thì một tuần thì mình nằm thử cách nhau ra 2 ngày có được không? Xem vợ nói gì. À, cái đấy thì chắc là cũng được thôi. Chị ạ. Thế thì cứ thử một tí xem sao. Em có chịu được hay không thôi chị ạ. Đấy. Thì thử xem có chịu được hay không. Vâng. Đúng không? Tại vì cái nhu cầu của mình khỏe, thế bây giờ cứ nằm thử ra, vì ban nãy nói là không thể xa vợ được mà cứ gần vợ là có nhu cầu. Thế thì bây giờ lại xa ra một tuần, một buổi thôi đã, xem là một buổi đấy xong lại ôm con thì phải dỗ con, xong lại mệt, xong rồi ngủ đi mất. Đấy, thế là tránh được một hôm, thế hôm sau vợ lại thấy vui, vợ lại thấy nhớ mình, thế là... lại vui vẻ. Có những lần em cũng làm như cái của chị ấy. Nhưng mà lúc mà kiểu hầu như cả đêm mất ngủ luôn, kiểu cứ trằn trọc, mình nằm quen cùng vợ rồi nó quen, nó không ngủ được, ra hôm sau rất là mệt. À thế à, nằm quen. Vâng. Không biết là bên cạnh bác sĩ Minh Phượng còn có chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, không biết anh Đinh Đoàn có cái phương cách gì để đối trường hợp này không ạ? Thật ra thì thế này, nghe chuyện của em nói chuyện với bác sĩ Vũ Minh Phượng rồi. Cũng chia sẻ thêm một chút với tư cách như là một người đàn ông. Thế này này, khuyên nhau là cố nhịn đi thì cũng khổ lắm. Ta nhịn 1-2 hôm thôi chứ còn nhu cầu của mình nó cao, mà bây giờ lại cứ nhịn hết đợt này đến đợt khác thì rồi nó gọi là nó bí cái này lại phá ra một cái khác, nó khó chịu lên đấy. Nó cáu gắt, nó bẩn tính, đúng không ạ? Nó không được thỏa mãn. Thế thì mình thử làm thế này đi xem nào. Mình nâng cao tay nghề lên một chút. Đôi khi mình, người đàn ông ấy chỉ nghĩ đến mình, vào cái mình làm phẩm phập ấy, làm cho cái cuộc làm tình ấy nó mệt mỏi. Mình chỉ cố gắng làm sao để mình cho nó xong việc của mình. Trong khi thì cô ấy thấy nó rồi sao chả mong muốn nhanh như ông ấy làm cho nó xong. Thế ra mình làm nó nghệ thuật một tí, nó nhẹ nhàng á. Phụ nữ mà khơi được đúng cái nguồn, cái mạch ấy, có khi rồi người ta cũng hào hứng, có khi cái nhu cầu lại được nâng cao. Thế ôi thì, ôi, anh ơi, nhưng cái vấn đề đấy thì em nói anh ấy, em quá, nói chung em quá nghệ thuật này à? Vâng, quá cái vấn đề đấy thì em không phải là cái mỗi người đàn ông mà lao vào cái hùng hục hay đâu nha. Em nói chung vợ em đấy, không thích, nhưng chẳng qua là nhiều quá là vợ em nó hốt thôi. Thật ra thì nhiều thì chẳng nhiều, chẳng qua là bởi vì thật ra phụ nữ ấy, trong khi quan hệ tình dục phụ nữ không tốn công tốn sức bằng đàn ông đâu. Một người phụ nữ có thể, tất nhiên đây là mình không so sánh vợ mình với lại những cái cô gái làm nghề, nhưng mà rõ ràng là người ta có thể đố cái anh đàn ông nào mà ngày làm được đến 5 lần, đúng không? Thế nhưng mà các cô có thể tiếp khách 5 lần, 7 lượt khách cũng vẫn được. Nghĩa là cái việc tham gia vào cái quan hệ tình dục đối với người ta nó không phải cái gì đấy, nó quật cường, mất nhiều sức. Thì đấy, cái thứ nhất là mình khơi gợi để cùng tham gia. Cái thứ hai là đôi khi mình không biết là có lôi kéo cô ấy. Thôi thì em mệt, em không làm, nhưng mà hỗ trợ mình là... Thôi thì con người ta không làm được bằng cái kia, sợ nó mệt nhiều thì vợ kích thích cho mình. Đôi khi mình cũng cảm thấy nó ấm áp, tự mình làm thì cũng được. Thôi nhưng mà không gì bằng là có cái sự say mê của vợ, vợ hỗ trợ, nó cũng chóng, mình cũng chóng lên đỉnh và nó cũng đạt được cái... thôi thì nó không xuất tinh ra được ấy, là người nó cứ chằn chọc đêm nó khó ngủ. Chứ còn xuất ra được xong á, chả anh nào thức mãi được đâu. Thường có khi vừa xong cái đã...
khó luôn rồi đúng không? Thế đúng thì không? Thôi mình cũng đừng có nâng cao quan điểm, cứ coi như là cái việc quan hệ tình dục ấy như là một cái hình thức để thôi cho nó xả cái năng lượng đúng không? Mà làm như thế liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe không anh? Em đang khỏe, nếu có ảnh hưởng sức khỏe bây giờ nó lại giãn ra một không vẻ là một tuần 6 lần mà tuần còn 3 lần tốt quá. Nói đùa chứ chả có ảnh hưởng gì, nếu ảnh hưởng thì nó đã chả có hăng hái như thế đúng không? Thật ra em sợ là mình tự mình làm, nói chung là kiểu... Thực ra thú dâm cũng là một hình thức tình dục một mình, an toàn, lành mạnh, không phiền đến ai. Và rất nhiều người đàn ông khi đi công tác hoặc là vợ vắng nhà hoặc là vợ mất mà người ta không muốn đi lang thang ở ngoài để mà ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là tốn tiền, người ta cũng lựa chọn cái hình thức là tự sướng mà, đúng không? Vâng. Thì đấy, mình dùng nhiều cách để mình đạt được cái thỏa mãn. Thế còn thì cái hướng mà nghiến răng chịu đựng hay là giãn ra thì cũng chỉ là một hướng thôi nhé. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ. Xin chào bạn nhé. Cảm ơn các chuyên gia. Đó là anh Đinh Đoàn và bác sĩ Vũ Minh Phượng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Alo, Bắc Ninh đâu ạ? Dạ, alo ạ. Tôi đang nghe bạn nói đấy, câu hỏi của bạn là gì? Em muốn hỏi chương trình là hai vợ chồng em ạ. 4 năm trước thì có nghĩa là lấy nhau cho không đăng ký ạ. Rồi. Là có một bé ạ. Ừ. Bây giờ thì hai bên đang nghĩa là đều muốn nuôi đứa bé ạ. Tức là bây giờ bỏ nhau à? Không, dạ, vâng. Không sống cùng nhau nữa à? Dạ. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi? Em 25 tuổi ạ. Thế cái bố của đứa bé là bao tuổi? 24 tuổi. À, thế là bố nó đang làm gì? Làm nghề gì? Còn bạn ngồi làm nghề gì? Dạ, em thì đi làm công ty ạ. Ừ, thế bố nó? Dạ, bố nó thì ngày xưa ở với nhau thì bố nó không làm gì ạ. Ừ, thế hai nhà quê có gần nhau không? Dạ, cùng huyện với khác xã. Cùng huyện khác xã, thế làm sao mà lại không đến được với nhau nữa mà lại bỏ nhau? Ở với nhau thì đấy nó không làm ăn gì ạ. Rồi. Nó đọc ham chơi với lại xưa kiểu cái tính nó cũng không biết từ không biết trên biết dưới, không biết đối nhân xử thế. Rồi. Nó chỉ muốn làm theo ý mình ấy, không rồi. Theo ý cái là lại kiểu cáu gắt rồi khùng lên kiểu họ cũng vũ phu nữa à. Rồi. Của anh em nhiều lần rồi. Em mới ra đi ạ. Rồi. Thế mà ngày xưa lúc là yêu nhau lấy nhau thì sao không nghĩ đến chuyện ý? Bọn em không yêu ạ. Thế sao lại có con? À, chuyện là làm sao? Nghĩa là em thì đến lúc thì làm sao? Không phải con của anh đấy. Tức là tôi chả hiểu gì cả. Dạ, mà ngày xưa em yêu người khác nhưng mà xong trở về có bầu rồi người ta từ chối trách nhiệm ấy. Ừ. Em với cậu quen bạn này trên mạng thôi ạ. Ừ. Chưa gặp nhau bao giờ. Ừ. Thế chứ hình lúc đấy em kiểu bé tắc quá thì em khi sự em không biết làm thế nào cả. Ừ. Thì cũng chỉ nói chuyện với nhau trên mạng mấy tháng ấy ạ. Ừ. Em nghĩ vì bố mẹ em ấy, em là không có không lấy chồng giống như bố mẹ em. Kiểu em sợ mang tiếng ấy ạ. Ừ. Nên là em kiểu điều một lần em. Thế tóm lại là cái cậu chàng ấy là có biết đấy không phải con của mình không? Biết người... ạ. Hả? Biết ạ. Biết. Vâng. Rồi, thế bây giờ thì không phải con mình thì cậu ta muốn nuôi cái gì? Nuôi làm gì? Người ta nói là bảo thuê con này con ấy, phải biết sống nhất là vì sao người ta lại nói thế. Nhưng mà về ở với nhau thì người ta không kiểu trân trọng em ạ. Không biết thương em. Rồi, gớm một cậu cách đây có bây giờ mới 24 tuổi, tức là 4 năm ở với nhau, lúc ấy cậu ta mới có 20 tuổi, đúng không? Không ạ, ở với nhau có gần 2 năm rồi, về đây là được 4 năm rồi. Thế ở với nhau mấy năm như thế thì là ở đâu, ở nhà nào? Ở nhà nó ạ. À? Nhà nó, đấy, gọi chồng là nó thì thôi thua rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng. Ồ rồi, chào em. Chào anh, em chào anh. Này, thế bây giờ thì thật ra thì em mong muốn điều gì? Em sẽ là không biết nên phải làm như nào. Vì làm như thế nào hai là để bên làm gia gì? Đình, ông bà, ông là bố mẹ của anh đấy ạ. Ừ. Thì cũng thương cháu ạ. Cũng kiểu muốn được nuôi dưỡng cháu ấy. Người ta có biết đấy là không phải cháu người ta không? Không biết ạ. Biết không? Không biết ạ. Không biết chứ biết thì ai ta nuôi làm gì? Đấy, cái cơ bản nhất là cái cuộc hôn nhân này ngay từ ban đầu nó đã có vấn đề là không có trung thực. Thứ nhất là không đến với nhau vì tình yêu. Thứ hai là không dám nói là lừa, nhưng mà nó đã có cái yếu tố là
thôi thì mình vồ lấy người ta. Em không lừa, em bảo ngay từ đầu ấy, thì người ta cũng bởi vì lúc ấy cậu còn rất là trẻ, 20 tuổi xong rồi lại thấy thương cảm động lòng với một cô gái 21 đã bị một cậu người yêu lừa gạt, thành ra là muốn nàng mang cái lòng tốt của mình ra bù đắp để cho, nhưng mà rồi thời gian nó không làm cho tình yêu này nở được, đúng không? Và cậu thì mãi không chịu lớn, làm bố trẻ con rồi nhưng mà cũng chẳng khác trẻ con là mấy, ăn chơi lêu lỏng chả có trách nhiệm gì. Thế thì cái việc mà mình giải phóng cho mình, mà đặc biệt là bây giờ mình dám nhìn thẳng vào sự thật, khi mà em đã nói ra được là trước đây em như thế và bây giờ mình thấy rằng là tưởng rằng là anh ấy bù đắp, nhưng mà thực ra chả bù đắp được cái gì. Mấy năm vừa rồi thì mình vẫn là người mẹ đơn thân, vẫn tự mình nuôi con mình, đúng không? Em cũng chẳng mong chờ gì ạ. Chẳng mong chờ em gì. Em chỉ muốn tránh tai tiếng, em chỉ muốn em nghĩ cho bố mẹ em thôi ạ. Em không không em sợ mang tiếng, với lại em cũng muốn con em có một gia đình ạ, nên không. Muốn rồi, nhưng mà thứ nhất là gia đình phải gia đình với bố nó cơ, còn đây gia đình với một cái cậu thanh niên lạ lạ như thế thì nó cũng chả thành gia đình được. Mà rồi vài bữa nữa nó lớn lên, người đàn ông kia không trưởng thành sẽ chẳng chăm sóc được con mình. Có khi đã rất là nhiều những cái vụ việc mà báo chí đã đưa tin đấy, là bắt đầu nó cảm thấy là nó bực bội. Tự nhiên mày vướng mắt lại phải nuôi thêm một cái thằng này, xong rồi thế nọ thế kia, và đã có những đứa trẻ bị ngược đãi, bị bạo lực bởi cha dượng ấy. Thế thì thật ra bây giờ em cũng đã 24, 25, mình cũng chững chạc vững vàng rồi, mình cũng đi làm có sức khỏe, mình nuôi được con mình. Bố mẹ em thì chưa hề biết là những cái uẩn khúc ngày trước, đúng không? Bố mẹ em có biết rằng là cái uẩn khúc của trước đây không? Ví dụ như là em có con trước với bạn người yêu rồi là đấy với bạn. Có, bố mẹ em có biết ạ. Bố mẹ biết rồi. Nhưng mà em bảo em xin phép bố mẹ em là thôi con không thể chồng được. Không. Bây giờ thì ví dụ như là em muốn chia tay thì ông bà có ý kiến gì không? Có, ông bà đồng ý ạ. Tại vì phải hỏi thế, bởi vì thế này này. Tại vì thằng kia nó cũng sống không ra gì ạ, nên bố mẹ em cũng không trông chờ. Cũng biết là con gái mình khổ, cũng chả có chồng cũng như không, đúng không? Anh phải hỏi thế, bởi vì nếu bố mẹ không đồng ý sau này là sẽ rất là khó cho em, khi mà em chia tay em rời, mẹ con phải có cái chỗ nương tựa. Thế ví dụ bố ông bà ngoại đồng ý, nhà thì rộng thôi, mẹ con cứ về đây, ông bà nhường cho một căn phòng hay là một căn nhà, con mình thì có ông bà đỡ đần đưa đi mẫu giáo nhà trẻ, mình thì chuyên tâm với đi làm công ty để nó có tiền, mình vẫn đảm bảo mình cho con mình có một cái cuộc sống nó không đến nỗi quá chật vật. Thế còn thì thật ra em mới 25 tuổi, mình cứ chững chạc đàng hoàng, nên khối người phụ nữ 30, 35 mà nách hai con rồi á vẫn lấy được chồng ngon lành cành đào, cho nên là mình gìn giữ sức khỏe này rồi cố gắng sống cho nó đàng hoàng tử tế rồi sau này. Anh ơi, em không phải là không phải là lo không có người lấy hay như nào đấy, mà em đang lo là cái chuyện là ví dụ con cái em ấy, bây giờ thì chồng cũ của em ấy nó đi sang Nhật rồi ạ, nó đi xuất khẩu lao động rồi. Tốt quá. Thứ nhất là thế này, hai em không đăng ký kết hôn, tự về ở với nhau ghép lại. Thế xong rồi con thì lại không máu mủ ruột già, bây giờ bố nó lại còn đi Nhật nữa rồi. Đây là cái lúc mà mình, nếu như trước đây ấy, mình ở gần nhau, tự nhiên lại bảo là thôi chia tay xong mình đi về nhà mình ở rồi. Ông kia ông lang thang một mình, vốn đã chả có công ăn việc làm gì, rồi ông lại rượu chè cờ bạc thì cũng tội. Nhưng bây giờ là ông cũng chịu khó làm ăn, ông đi Nhật rồi. Đây là cái lúc mà mình dứt ra được. Đầu tiên thì mình cứ nói xin phép bố mẹ chồng ấy, là nhà con thì đi vắng, con thì đi làm công ty, con ông bà ngoại con. Em xin phép em được nuôi con em rồi, nghĩa là con em ở dưới này, học ở dưới này. Nhưng bây giờ cứ đưa đón qua lại hai bên, cái bên cứ cuối tuần được nghỉ, hay là cứ thỉnh thoảng ông bà lại đón nó lên đấy cho một thời gian. Xong rồi để đưa về, bây giờ dịch ấy thì vẫn cứ ở trên đấy suốt thôi. Dịch thì mình ở trên đấy thì ở, mà về với mình thì về, mà về với bà ngoại thì về, cứ làm đấy, sao để cháu vấn đề là em đang là lo là sau lấy cai dự ông chồng em mà nó vào về rồi nó lại kiểu như là nó cũng kiểu tranh giành. Thứ nhất, nếu như hai vợ chồng có một đứa con nhỏ, nếu có ra tòa, tòa bao giờ cũng giải quyết cho người mẹ nuôi con. Bao giờ thừa con ấy, đến đứa thứ hai thì chắc là chồng một đứa, vợ một đứa.
người ta chỉ tước quyền nuôi con của em nếu như em dở hơi thần kinh, không làm chủ được bản thân, có chứng nhận của bác sĩ là mình không đủ tư cách làm mẹ. Con mình đàng hoàng, mình có sức khỏe mà mình đẻ ra con và con là của mình, và đặc biệt con em lại còn nhỏ nữa, thì theo mẹ đấy là kể cả đúng về mặt luật pháp cũng như là về mặt thuần phong mỹ tục, cho nên không sợ, không ai tranh giành. Và anh tin rằng là cái bạn trai kia, bạn cũng đủ khôn đi giành nuôi cái đứa con không phải của mình làm gì. Bây giờ nó cũng biết rồi, nó không gây sức ép gì. Giá như đứa con chung ấy thì may ra cái người đàn ông có thể giành nuôi con để gây sức ép với người vợ. Lúc này là cái lúc mà nhẹ gánh nhất ấy, để mà mình dứt áo ra đi, để tập trung làm ăn, để cho con một cái cuộc sống. Cái điều mà em sợ rằng là cái người chồng cũ sẽ giành con chắc sẽ không xảy ra. Còn nếu có ra tòa, hãy nhớ rằng em bao giờ cũng là ưu tiên số 1. Vâng, xin cảm ơn anh Đinh Đoàn. Xin chào bạn nhé, hy vọng bạn sẽ yên tâm hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, Vĩnh Phúc đâu ạ? Alo, tôi đang nghe bạn nói đấy, câu hỏi của bạn là gì? Dạ, chào ban biên tập chương trình. Em muốn hỏi câu hỏi là con trai em nay cháu 10 tuổi, vâng, thì cái dương vật của cháu nó bị cong từ lúc mới sinh á, vâng. Em muốn hỏi là sau này cháu lớn lập gia đình, liệu cái dương vật thì nó có ảnh hưởng gì, thứ nhất thì đến chuyện quan hệ vợ chồng, ảnh hưởng gì đến con cái không ạ? Nhìn nó cong là cong khi nào, khi nó xìu hay là nó cương? Cháu cong từ lúc mới sinh ra nó đã cong rồi. Cái dương vật của cái thằng cu 10 tuổi con trai bạn ấy thì nó cong. Nó cong khi mà nó xìu hay là nó cương, cứng? Nó lúc nó xỉu nó vẫn cong. Tao bao giờ đi khám đâu chưa? Lúc khi mà cháu 3 tuổi á, thì là em cho cháu đi, nó hẹp bao quy đầu, em đã cho cháu đi chích bao quy đầu rồi. Thì bác sĩ có nói là cứ để sau này theo dõi nó lớn lên xem nó như thế nào, đến lúc 10 tuổi đấy, xem nó như thế nào thì cho đi khám. Nhưng em định nghỉ hè cho đi, thì cái thời điểm này là vào hè nó lại dịch, thì em chưa muốn đi viện, nó bị hốt no, thì cũng muốn hỏi xem là bác sĩ tư vấn cho em xem như thế nào. Thì đã có những trường hợp này, đã có trường hợp là xảy ra chưa ạ? Trường hợp với con nhà em đã có trường hợp là xảy ra như thế chưa? Rồi, thế đã bao giờ bảo chồng kiểm tra xem cái cu cậu khi mà lúc cương lên thì nó cong như kiểu gì không? Không, cả bố cháu cũng biết mà. Ừ. Cháu cũng biết, nó chỉ cái đầu của nó là nó hơi cong vắt sang bên trái, hơi cong một ít thôi. Bây giờ nó có hẹp bao quy đầu nữa không? Bao quy đầu bây giờ thì cháu không hẹp, nó lộn ra được rồi ạ. Lúc bé cháu bị hẹp, em cho cháu đi chích, vợ chồng em cả hai vợ chồng. Sau khi đi chích thì nó mới cong đúng không? Không, cháu cong từ lúc cháu mới sinh ra, cong bẩm sinh ấy. Rồi. Thì em sợ sau này nó có ảnh hưởng gì đến quá trình sinh con, nó có quan hệ vợ chồng của cháu không ấy. Bây giờ lo cho nó phát triển bình thường đã, chứ chi đã lo đến chuyện quan hệ vợ chồng làm gì. Nhá. Thì đấy, vâng ạ. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn. Ừ, chị chào em. Dạ vâng, em chào chị ạ. Thế nghe em kể rồi thì là từ bé cháu nó vẫn cứ hơi cong sang bên trái một tí, đúng không? Vâng ạ. Nhưng bây giờ tưởng tượng thế nào là cong một tí nó cũng khó. Thế em đã bao giờ nhìn thấy dương vật của con em mà cái lúc nó cứng cứng ấy, ví dụ sáng ngủ dậy ấy, có bao giờ nhìn không? Có chị ạ, bởi vì bây giờ em vẫn tắm cho cháu mà. Nhờ tắm cho cháu là nó, khi nó cương lên là nó vẫn cứ hơi cong. Khi nó cương lên nó vẫn hơi thôi gì, hay là nhiều? Tóm lại là như này. Thế thì lúc tắm là, hoặc là lúc em cũng đã từng quan sát thấy dương vật của con em cái lúc mà nó cương cứng rồi gì? Vâng ạ. Và nó vẫn cứ hơi cong, đúng không? Vâng, thì ạ. Thì bây giờ cháu nó 10 tuổi. Cái mức độ thế nào là hơi ấy, và nó ảnh hưởng đến cái chuyện sau này hay không ấy, thì phải khám. Bởi vì cái hơi hơi mà theo nhận định chủ quan nó cũng khó xác định. Tuy nhiên rằng là bây giờ em phải đi khám và hai vợ chồng xác định như thế. Nhưng bây giờ vào cái thời điểm này là Covid. Đấy. Cho nên là em trì hoãn cũng được, bởi cháu mới 10 tuổi. Nhá. Cho nên cũng không cần phải vội vàng. Tuy nhiên hết Covid một cái là cũng nên đi can thiệp, tức là cũng nên đi khám để mà quyết định cái việc là can thiệp, có cần can thiệp phải phẫu thuật nho nhỏ gì đó không. Thì để cho cháu nó trở về cái bình thường, hoặc là để lâu quá thì rồi cũng ngại sau này nó cũng khó nha. Thế thì cần phải đi khám, nhưng mà cũng không cần thiết phải vội vàng lắm. Đợi qua cái Covid đi nhá. Đấy, em muốn hỏi là bác sĩ đã tư vấn mãi thì đã gặp trường hợp làm như con em chưa? Người ta còn cong lắm cơ. Thì đến lúc đấy là phải phẫu thuật rồi, nó cong đến mức mà nó bị đau ấy.
Đấy, thì tùy mức độ thì là người ta sẽ có cái cách xử lý khác nhau. Thế còn con nhà mình nó chỉ hơi cong, hơi vẹo một tí, đúng không? Đúng rồi, con em nó hơi vẹo thôi. Thế nếu mà hơi hơi mà nó không ảnh hưởng gì thì cái việc đấy phải là bác sĩ khám và bác sĩ nhìn nhá. Cái quan trọng rằng là chưa phải là quan trọng, tức là không cần phải như là một trường hợp cấp cứu mà phải đi ngay. Được không? Đấy, em muốn hỏi thì bé này là can thiệp nó dễ hơn. Lúc 3 tuổi đi khám thì bác sĩ cũng bảo cháu là sau này để đến 10 tuổi. Đúng rồi. Thì cái lúc đấy là cháu nó bắt đầu dậy thì ấy, thì nó có những cái thay đổi đi thì nó sẽ dễ dàng hơn. Và nếu có phẫu thuật thì người ta cũng đợi đến lúc đó nhé. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Vâng, em xin cảm ơn chương trình ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lạng Sơn. Alo. Tôi đang nghe đây ạ. Em đang nghe. Tôi hỏi câu hỏi của bạn là gì? Anh ơi, giờ anh em hỏi bây giờ em muốn cần một lời khuyên là em yêu một người hơn 10 tuổi. Rồi. Theo anh chị thì em có nên cưới hay không? Rồi, bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Rồi, năm nay 34 rồi. Thế à, đã từng lấy vợ chưa? Rồi, đã từng lấy vợ và tan vỡ một lần rồi ạ. À, có em bé nào chưa? Đấy, có rồi. Thế à, vợ nuôi à hay mình nuôi? Bây giờ em nuôi. Thế à, con lớn chưa? Năm nay học lớp 4 này. Năm nay 34 tuổi, con học lớp 4 và bây giờ yêu chị 44 tuổi. À, 10 tuổi đúng không? 44 đúng không? Dạ. Vâng. Thế chị ấy thì hoàn cảnh gia đình làm sao? Hoàn cảnh gia đình thì bình thường, chị ấy thì trước thì có một lần đò rồi, giờ thì chồng mất. Thế à, lên chức bà nội bà ngoại chưa? Dạ, lên chức bà nội. À, rồi, tức là con trai chị đã lấy vợ rồi đúng không? Và có con rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, chào em. Rồi. Yêu cái chị này lâu chưa? Mức độ quan hệ thế nào rồi? Đã còn gì với nhau không? Bọn em thì đi lại với nhau được gần hơn năm, nhưng mà tình cảm vẫn vậy. Tình cảm vẫn vậy, ngủ với nhau chưa? Dạ, bọn em mình ngủ với nhau, sống với nhau thì hiện tại là bọn em đang cũng thử với nhau. Ừ, thấy nó có hòa hợp không? Có những cái thì nó không hòa hợp lắm, nhưng mà có những cái thì được, bởi vì mỗi người... Nó có một cái tôi trong người quá lớn, anh ạ. Rồi, mỗi người một cái tôi thì ai cũng có. Thế nhưng mà cái tôi cụ thể là thế nào? Ví dụ như chị cứ lúc nào cũng kể chuyện chồng cũ của chị to thế này, khỏe thế kia, hoặc là hơi một tí thì nhắc đến chồng cũ. Còn mình thì lại cũng tự ái thế nọ thế kia hả? Không phải là chồng cũ hay chồng mới. Mà chị ấy kiểu như là mình thì hay đi làm xa, xong rồi chị ấy cứ muốn mình gần gũi mãi thì mình không ấy được, đáp ứng được. Chị muốn mình gần gũi, tức là muốn không đi làm nữa, ở luôn với chị, hay là cứ muốn ấy làm thêm? Không phải là ấy làm thêm, mà là muốn mình ở gần để chăm sóc, nhưng mà mình thì công việc làm xa. Thực ra thì người phụ nữ mà mất chồng hiện nay lại lên chức bà nội, người ta cũng phía trước thì tuổi già nó ập đến rồi. Nói thế chứ dăm năm nữa là mãn kinh rồi, da bắt đầu nhăn nheo chỗ này chảy ra chỗ kia phùng ra, rồi bắt đầu đi tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh rồi đi bế cháu. Thế cho nên là đây là những cái năm tháng gọi là tạm gọi là hơi nhàn nhàn một chút. Con thì lớn rồi, cháu thì cũng còn bé, nó đi nhà trẻ mẫu giáo chẳng chưa cần đến bà. Bà thì cũng cho nên là rất là khát khao mong muốn có người đàn ông, nếu thương yêu mình thì phải ở gần gũi, bên cạnh cái việc mà giải quyết nhu cầu sinh lý thì cũng còn chia sẻ nọ kia, bởi vì chị cũng cô đơn, con bây giờ chắc nó chả chơi nữa rồi, con biết là mẹ lại còn có bạn trai nữa. Mà có khi mình cũng chỉ hơn con chị một ít tuổi thôi đúng không? Mình kém chị 10 tuổi mà con chị thì chắc nó lại có khi quay quẩn để gọi mình bằng anh ấy. Thôi nhưng mà không thành vấn đề. Cơ bản nhất là này, mình cũng đã một lần đò, chị thì cũng chẳng còn nhỏ bé gì. Cứ sống thử với nhau đi. Thấy nó thấy thật sự hòa hợp về mọi điều, không chỉ vấn đề tình dục đâu, mà cả về chuyện tâm lý, rồi sự thương yêu, rồi chị nhẹ nhàng, rồi mình đi làm ăn xa về mà xà vào lòng chị, mình thấy nó ấm áp, nó dễ chịu như thế nào. Chị thì cũng hết lòng hết sức với mình, và thật sự mình thấy cả hai phía cũng thấy hài lòng thì mình tiến lên, chẳng ai bắt mình cứ phải cố để mình phải thế nọ thế kia. Còn nếu không thì thật ra bây giờ trai chưa vợ, gái không chồng mà cứ kết với nhau rồi lâu lâu gặp nhau, chia sẻ cho nhau những thiếu thốn thì chả ai bắt, chả ai cấm cả. Bởi vì đấy là quyền của mỗi người đúng không? Anh nghĩ là trong trường hợp của em cứ bình tĩnh đi.
Bởi vì mình cũng chả có đi đâu mà vội, mình cũng đã từng có vợ rồi, rồi bây giờ cũng đã đang phải đi làm ăn xa để lấy tiền nuôi con. Thế còn thì cũng có một người bạn gái để chia sẻ tâm sự, mình cũng không thiếu thốn về nhiều thứ lắm, đúng không? Ừ. Rồi, chào bạn nhé, chúc bạn hạnh phúc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Dạ, alo ạ. Rồi, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì vậy? À, năm nay 19 tuổi ạ. À, 19 tuổi, chào chàng trai. Rồi sao? Trong khoảng cuối năm lớp 9 ạ. Ừ. À, kiểu bạn bè cháu nó rủ dê cháu xem mấy sách ạ. Rồi. Thì là bắt đầu từ lúc đấy người cháu thích thì ngày mai cháu cũng xem nó một tuần nó rủ dê nó khoảng 4-5 lần rồi. Rồi. Đến tận bây giờ thì khoảng một tháng trước thì nó kiêng được một tí. Rồi. Nhà bác sĩ có biện pháp nào để thấy rồi không ạ? Thì bây giờ hiện tại là một ngày thủ dâm mấy lần hay một tuần thủ dâm mấy lần? À, một tuần là tuần này thì tuần trước thì là cháu thủ dâm 2 lần ạ. À, rồi tuần này thì bao nhiêu? Tuần này thì chưa, cháu... À, tuần này kiêng. Thì kiêng, cả tuần này chưa làm cái nào đúng không? Kiểu là cháu cứ nhìn thấy mấy cái ảnh ở trên mạng xã hội ấy ạ. Ừ. Cháu thì sao? Rồi thì tắt 3G đi, tắt wifi đi thì đỡ phải lên mạng xã hội làm gì? Thì là quên ngay. Làm nó cũng chịu lắm ạ. Thế à? 19 tuổi là sinh viên hay là đi làm rồi? À, cháu đang sinh viên ạ. Đang sinh viên à? Bác sĩ Vũ Minh Phượng để xem là cái chuyện mà với chàng trai 19 tuổi một tuần đang kiêng từ 7 lần xuống còn 2 lần và tuần này thì chả còn lần nào thủ dâm cả thì có được không nhá? Vâng. Chị chào em. Chào chị ạ. Ừ. Cái lúc kiêng ấy thì có thấy người khó chịu không? Không ạ. Tuần này chưa lần nào nhưng mà cũng không thấy khó chịu gì. Vâng ạ, chẳng chưa đến lúc ạ. Và chắc là bản lĩnh, cho nên là cũng biết rằng là mình cứ xem cái phim sách ấy là bắt đầu mình bị kích thích, đúng không? Và cái chuyện ấy nó xảy ra, cái chuyện như là cháu kể ấy, nó hoàn toàn bình thường. Thế và ở cái tuổi 19 có bạn gái chưa? À, cháu chưa. Chưa à? Ừ. Đến bây giờ thì là lo sợ nếu mà cứ nhiều quá thì sau này nó ảnh hưởng à? Dạ đúng rồi ạ. Ừ. Cái đấy ạ. Ừ. Thế thì bây giờ một tuần 2 lần thì không vấn đề gì. Nhưng mấy tuần trước thì là tuần 7 lần nhưng có ngày hay là có ngày 2 lần liền ạ. Ừ. Cứ nếu mà một ngày mà cứ mở cái trang mạng ra mà cứ thấy thì có thể 2 lần mà mở 3 lần thì lại 3 lần đúng không? Ừ, thế thì rõ ràng những cái trang sách ấy nó làm ảnh hưởng đến mình nhá. Và nó cứ làm cho mình có cái nhu cầu đó nó trỗi dậy. Thế và bây giờ mình cũng lo lắng về khía cạnh sức khỏe ấy, thì không vấn đề gì cả. Nhưng về khía cạnh gọi là xã hội ấy, thì người ta cũng lo ngại một cái là nếu mà mình cứ quen với những cái thỏa mãn nhu cầu tình dục bằng cách tự mình sướng ấy, hiểu không ạ? Và nó thành nếp đi và sau này thì khi mà gặp bạn gái, khi mà có gia đình thì cái sự hòa hợp, tức là mình quen với cái cũ quá rồi cho nên rằng là có thể nó lại trở thành trục trặc. Và cái lúc mà mình có gia đình ấy thì cái sự hòa hợp nó là một yếu tố để giữ hạnh phúc gia đình ấy, thì lúc đấy là nó lại bị ảnh hưởng. Chứ còn như cháu bây giờ là đã giảm xuống, biết rằng có hại, chắc là sinh viên cũng biết là có hại đấy, cũng biết ít nhiều là có ảnh hưởng đâu đó đấy, cho nên là mới tự giảm xuống, đúng không? Và giảm xuống được còn một tuần 2 lần, một tuần 3 lần thì không có vấn đề gì cả. Cháu cũng nên có bản lĩnh, có nghị lực để mà giảm bớt cái lướt vào mạng, vào những cái tranh ảnh đấy đi, đúng không? Để giữ cho mình ở một cái nhịp bình thường thôi, không vào những trang đấy mà vào những trang khác để học tập. Thế rồi là tự tập thể dục thể thao. Covid thì không tham gia được các cái câu lạc bộ bên ngoài ấy, thì mình tự thể dục thể thao để mà gì? Để mà nó xả bớt năng lượng đi. Cái người mà nó nhiều năng lượng quá thì cái nhu cầu đấy nó cũng nhiều, nó cũng xuất phát ấy, nó cũng cần phải được xả năng lượng ấy. Thế thì mình xả bằng các cái hoạt động khác như là hoạt động thể dục thể thao thì nó cũng giảm bớt đi, đúng không ạ? Và giữ ở cái nhịp phải nhất quán để khỏi bị lăn tăn trong đầu, để mà còn tập trung vào học tập. Nếu một tuần 2-3 thậm chí 4 lần không có vấn đề gì, chỉ có vấn đề ở một cái là mình cứ đâm lao vào những cái trang sách để mà cứ bị nó quyến rũ, thì rồi sợ rằng không cưỡng lại nó và cứ đi theo nó thì lúc đấy nó trở thành có hại.
có hại về mặt sức khỏe tình dục và có hại trong cái việc mà phát triển trưởng thành của mình ấy, học tập của mình nhá. Rồi, nghe rõ chứ chàng trai? Cháu nghe rõ. Rồi, nhưng mà tuần này chưa có lần nào, tức là quyết tâm cực cao rồi đấy nhá. Chúc mừng nhá.